We have Miss Nhung, who always joined the webinar like five times already. Cool. Để kiếm cái top fan này, cái mình có huy hiệu top fan của Zoom ta để qua. I think we should have that. All right, always capitalize, italic, highlight, bold, all the things. And okay, one, two, three. Hôm nay nội dung chính là về phần reading. Yeah, hello Mr. Phát. Yeah, sure. Nội dung chính chúng ta sẽ là về phần reading. Reading is boring. Sure. Thì thầy cô sẽ dạy. Reading thì gọi là boring, mà nó boring nhất trong tất cả các skill luôn. And why I always have the reading, right? Yeah. Okay. Boring thì boring chứ nó quan trọng đúng không mọi người? Reading. Writing thì có thể hiếm khi nào mình dùng nó trong cái reality. Yeah. Trong thực tế thì hiếm khi nào mình dùng tới writing. Nhiều lắm mọi người viết, viết mail, viết letter, viết vài thứ như thế. Yeah. Rồi speaking, speaking thì cũng ít khi nào mà cần phải dùng tới cái kiểu là oh, today I'm going to present a topic related to this and that. Đa số cái vấn đề chúng ta sẽ gặp nó là liên quan tới kỹ năng listening and reading. Yeah, we read lots of things. Okay. Okay, Zoom. The sources. Eleven people already, yeah. Okay, we good. So now we have 12. 12 is a good number. Ok, trước khi chúng ta bắt đầu, có ai muốn hỏi cái gì liên quan tới IELTS không mọi người? Anything you want to ask me? Ok, not about IELTS, anything that you want to ask me? Oh, come on, we have to do some like ice-breaking things, eh? Could you recommend some good movie? Okay, some good movie. Some good movie. All the movies are good. It's just like your taste. I mean, everything depends on your taste, Mr. Fact. Like, if you like some kind of like entertaining movie, then okay, go for the Marvel things. We have Moon Knight, which is a very good things. Or okay, you know, usually people use Netflix. And recently, there is one I cannot say better, but I can say more interesting streaming service. It's called Disney Plus. Dạo gần đây coi bên Disney Plus nó chất lượng phim nó có vẻ nó nhỉnh hơn Netflix một tí. So if you want to, you know, have something to enjoy during the weekend, yeah, go for Disney Plus. They have very good series there, like What If and what is it like The Mandalorians. Anything else, everyone? Yeah, everything about English, about how to practice, about own skill.
How to study online effectively. Any question that you want to have? We have about 5 minutes. Sáng thứ bảy có vẻ mọi người vào hơi chậm, tại bình thường là hôm nay full slot rồi, à, giờ mới có 15 người. Pin spotlight for everyone. Pin my video on the top. Boom, here we are. Ok, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là matching questions in the IELTS. Tình hình là mình nói về reading, thành ra chúng ta sẽ conduct cái buổi này theo kiểu là 50-50. I will speak like 50% English and also 50% Vietnamese. Nói chung là chủ yếu nói tiếng Anh, phần nào khó đá qua tiếng Việt. Rồi, thì sáng thứ bảy mà còn hành hạ nhau lên đây ngồi phải nghe một cái một ông nào đó ngồi mà rai rải cái tiếng đồng hồ về tiếng Anh không, nghe rất là nhức đầu. So I will try to balance between both of them, some English possible, and then with if I want to explain something or we make some joke and I go for Vietnamese. All right, matching question in the IELTS. And before we begin, all right. Yeah. Có một miss tên là miss Miss Thảo có hỏi là can you show me some way to ask for the student to turn on the camera? Yeah, làm sao để nhắc nhở học viên chịu mở camera lên trong khi học online? Rồi câu trả lời chắc nghe Miss Thảo sẽ nghe không vui lắm, đó là sorry, I have no way. Nghĩa là về lý thuyết chúng ta có một số cách để là khiến cho viên mở cam lên. For example, yeah, everybody raise your hand, I want to see your hand, something like that. Khiến cho viên mở cam lên. For example, yeah, everybody raise your hand, I want to see your hand, something like that. Ok. Cho nên có đúng là có một vài cách theo lý thuyết nó sẽ làm cái việc đấy được, nhưng mà it may work for once or twice. After two times, three times, they will stop, turn on their camera. Sooner or later. Nghĩa là trước sau gì học viên cũng tắt camera thôi. Mình theo cái quan điểm đơn giản vậy mọi người. I don't need to see you. As long as you see me and you hear me, then it's okay. Thật ra khi học viên họ có theo dõi cái quá trình cái bài học hay không thì chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng qua cái việc gọi là feedback hoặc là cái interaction. The picture, well, doesn't play anything. Và nếu mà nghĩ tích cực là thí dụ như lớp chơi nói cái buổi chúng ta ở đây đi, hôm nay mình đang có khoảng 20 người nè. Mà 20 người chúng ta cùng mở camera lên cùng một lúc. Ok, lagging will happen. Chắc chắn luôn nó sẽ lag. Bởi vì thật ra không phải internet ai cũng mạnh. That's a big problem, right? I mean, your internet is good. Your student may not be good. So instead, thỉnh thoảng giáo viên cũng phải tắt camera luôn. Yeah, me, I turn off my camera myself to, like to prioritize the audio. Và thật ra nếu mọi người có nghiên cứu về cái chuyện vlogging hay là YouTubing thì có một cái theory
của về mặt là làm video đó là well, the audio over the video. That's like the things people can hear will be more important than the things people can see. So camera, it doesn't matter. Và thậm chí ngay lúc này, mọi người thấy thầy đang mở cái camera để mở webcam lên, nhưng mà chúng ta chỉ thấy được có khoảng 2 tới 3 cái video feed cùng một lúc trên một cái màn hình. Unless I have like three monitors. So your computer will be crammed with the picture of everyone. That's annoying, to be honest. That's annoying. Thường thường mình dạy mình share màn hình ra mà đúng không mọi người? Mình đâu có để cái màn hình mình là camera nó show lên như cái CCTV room đấy. Cho nên giờ I don't think it's a big problem though. Anyway, thank you Miss Thảo for your question. Rồi, ok mọi người, nếu không có câu hỏi gì hết mình bắt đầu nha. Mọi người, mình sẽ có cái phần Q&A vào cuối giờ cho nên yeah, we are going to talk about that later on. Ok. Somebody say interactive distribution. OBS. Okay, everyone. Lock volume, right, desktop audio. Why? Okay, I think it's good. Rồi, mọi người, we are going to begin the program for today. Matching question in the IELTS. Thật ra thằng này không phải là cái dạng phổ biến nhất của các cái câu hỏi trong phần IELTS. Right. Mình biết rằng cái dạng phổ biến nhất là dạng sentence completion, điền từ vào chỗ trống. Right. Nó cũng không phải là dạng khó nhất, bởi vì dạng khó nhất nó sẽ nằm bên cái nhóm gọi là true false not given. Ok. Nhưng đây là dạng chúng ta có thể bảo là nó có nhiều cái kiểu câu hỏi nhất. Ví dụ true for not given thì nó chỉ có hai loại, đó là true for not given và yes no not given. Về phần điền từ thì nó cũng có chỉ có hai kiểu là điền từng câu và điền một đoạn nói chung. Kind of like two of them for each. Khó thì khó thật nhưng nó ít dạng. Thằng matching question này nó có tới bốn dạng nhỏ. There are four subtypes of that, right? Cho nên nếu mà tính từng dạng thì nó không nhiều, nhưng mà cộng 4 dạng lại khả năng cao là chúng ta sẽ đụng với cái dạng câu hỏi này khoảng 50%. 50 tới 50% của cái bài reading test. Thế nên nếu chúng ta giải quyết được cái dạng này, wow, you know, we gain a lot of point for that. Và dạng này nó dễ chịu hơn cái thằng gọi là true for not given. Bởi vì mình không cần phải hiểu quá chi tiết. Dạng này nó đỡ mệt hơn cái thằng sentence completion vì mình không phải scan từng cái keyword. Cái kiểu mà đọc cả bài, ba bài đều có fill in the gap hết, ngồi scan từng chữ kiếm cái nào, kiếm cái verb. Mới đọc cho đến bài thứ ba là mắt nó mờ hết trơn. Thằng này thì mình scanning với skimming là chính, cho nên ok. We have a lot of tips and tricks for that. Chúng ta có khá nhiều cái quy tắc, cái mánh để làm. Nhưng mà nói mánh thì mánh thế thôi, chứ căn bản nó vẫn phải dựa trên cái nền tảng là kỹ năng reading nha mọi người. Cho nên đừng, ta không có nên nghĩ là ok, I know some tips and tricks, I can deal with them easily, no problem. Đời đâu đẹp thế. Life is not beautiful, everybody. Life is not beautiful. Ok. Rồi. Ok, cool. So, let's begin with the first thing. Trước tiên, thầy sẽ dành đâu khoảng 5 phút nói lại chút xíu. Tất nhiên ở đây chúng ta có vài bạn là đã dự qua những cái webinar trước đây về cái phần reading của thầy rồi. Cho nên, yeah, we understand the basic thing. But, okay, a lot of you haven't participated in, therefore, I will have to go over that a little bit. Nhìn chung, mình có 5 cái tips, 5 cái vấn đề chúng ta cần nhớ về dạng reading. Thì kiểu như bên listening là phải nhớ rằng nó sẽ có conversation với lại là monotalk, right? Bên writing thì nói là mình phải viết bằng cái academic language. Bên speaking là phải time control, fluency, vân vân. Thì bên reading nó sẽ có 5 thứ. The first thing first is timing is key. Mọi người có thể in cái câu này dán lên tường luôn cũng được. Timing is key. Trong trường hợp mình đang luyện IELTS, in câu này ra dán lên tường đi. Timing is key. Vì khổ lắm mọi người, cái gì mà liên quan tới time nó đều vất vả về IELTS hết. Ví dụ nhiều khi trong trong cái đề thi ấy,
Yeah, chúng ta biến thành gọi là the magic of the time, the wizard of the time. Ý là sao? Nghĩa là đôi khi thời gian trôi quá nhanh, đôi khi nó trôi quá chậm. Tưởng tượng trong cái phần speaking part 2 đi mọi người nha. Yeah. 2 phút 2 minute to present. Nói hoài nói trời nói quá trời nói luôn, nhìn đồng hồ lại 1 minute 10 10 20 second something, 1 phút 20 giây. Not enough time. Bên phần writing, yeah, okay, I have 40 minutes for the task 2, no problem. 40 phút lận, sao mà hết giờ được. Ngồi idea ra chút xíu, cái outline ra rồi vừa viết mở bài xong hết 15 20 phút. Time super fast, you know everybody, time is super fast. Reading cũng tương tự như thế, chúng ta có 60 minutes for 3 tests, 60 minutes for 3 tests. 60 phút cho 3 bài. Hiện giờ thì vẫn là 3 bài, ngày mai nó có đổi thành 4 bài hay không thì chuyện đó là chuyện của ngày mai. But for now, we have 3 reading passages for 1 hour. And that is 40 questions for 60 minutes. Rồi, không phải bài nào nó cũng dễ ngang nhau, cho nên chúng ta phải có cái sự cân đối về thời gian. Rồi, bài dễ thì ưu tiên ít thời gian cho nó hơn, 15 phút, 10 phút, bài khó dồn cho nó nhiều thời gian hơn. Don't cut like 20 for each, đừng có chơi kiểu chia đều ra 10, 20 phút mỗi bài. Như thế là unfair. Alright, see? Giống như đó, Miss Nhung có nói đó, lần đầu thi IELTS bị sốc khi cúi xuống nhìn lên thấy hết nửa thời gian. Kiểu giống như đi học đại học môn toán cao cấp hay chẳng hạn gì đó, nhìn xuống cái lụm cái bút nhìn lên phát mất căn bản. Alright, you know things happen like that all the time. So timing is key. Và nói luôn, không phải câu hỏi nào của phần reading nó cũng quan trọng ngang nhau. That's a big thing. Có những câu dễ mình làm vèo phát là xong, có những câu phải scan gần nửa bài mới tìm ra thì nó cực hơn rất nhiều. Cho nên mình phải ưu tiên mình làm những câu nào mà nó tốn thời gian nhiều hơn trước, rồi để dành những câu nó ít hơn làm sao. Đó là cái chiến thuật bình thường của chúng ta. Timing is key. Và khi chúng ta luyện tập làm reading ở nhà hoặc bất kỳ một cái skill nào về IELTS, mọi người vui lòng bấm giờ giùm thầy. Chứ không thôi thì cái gọi là cái concept, cái quan điểm về thời gian của mình ở nhà với lại trong phòng thi nó cực kỳ khác nhau luôn. You know, there's like a time machine inside the test room. Rồi, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, read the instruction carefully. Cái này không phải cho reading không, mà nó mở rộng ra cho tất cả các skill khác, đặc biệt là writing. Yeah, reading và writing. Ví dụ như listening thì nó dễ rồi. Listening thì lúc nào nó cũng chừng đó yêu cầu thôi mọi người. Yeah, you are going to listen to a conversation between two people. You hear that, you answer the question. Nhưng mà reading nó có những cái vấn đề giống như là ok, you can choose one option twice. Mọi người có thể chọn một đáp án hai lần chẳng hạn. Nếu có cái câu đó thì mình được chọn, nếu không có thì mình không được chọn. Cho nên read the instruction carefully, đọc kỹ nhận sử dụng trước khi dùng. Mọi người uống thuốc cũng phải vậy thôi nha. Chúng ta không ẩu được. Đôi khi nó gài một chữ nhỏ nhỏ nào đâu đó trong cái yêu cầu đề, mình không đọc kỹ, mình cứ nghĩ nó như bình thường. Và and then, yeah, you know what is next. When it happens, right? Yeah, so read the instruction very, very, very carefully. Nhắc vậy thôi chứ vô thi mọi người hoặc là đi làm bài tập ở nhà cũng vậy, mọi người nhìn vô câu hỏi, ok, I know what to do and I just do it. Chuyện kinh điển. Alright, number three, don't panic. Don't panic. Panic, hả? Chuyện nó xảy ra thường xuyên mà. Reading trước đi. Cho ba bài, cầm ba tờ giấy lên. Hoặc là mọi người thi máy tính thì mở cái file lên, cái nhìn vô thấy ba bài, chữ không là chữ. Mình, nếu mình chúng ta biết về cái quy tắc rồi thì mình không sợ lắm. Thí dụ như một bài nó chỉ tầm 800 chữ. Rồi 800 chữ. Và nếu scan đi nhanh thì một bài mọi người scan trong 2 phút là xong. Tuy nhiên cái áp lực khi mình nhìn vô một cái rừng chữ về những cái chủ đề mà nó nghe rất là to, nghe rất là hoành tráng, chúng ta sẽ bị nó cảm thấy hơi pressurized. Cho nên rất dễ để chúng ta bị panic. Kiểu là oh my god, I don't know what to do. Right? How can I read that? Và khi chúng ta panic á, nó dẫn tới cái vấn đề đó là mình đọc rồi, mình hiểu cái từ rồi, nhưng mình không link nó lại với nhau được, mình không make sense cái phần mình đọc được. Right. Cho nên nhiều khi không phải là do mình đọc không hiểu, mình hiểu đấy, mình có thể hiểu đấy. Nhưng mình stress quá mình không hiểu, thế rồi bị panic. Kệ nó, tâm lý chúng ta cứ bảo là yeah, it's just a reading, come on, right, what else, what harder it can be, no problem. Now, number four. Cái vấn đề này thì mọi người, thầy đã nói nhiều lần rồi, nhiều lần trước đây rồi trong lớp. Các bạn nếu mà nếu học thì cũng đã biết cái vấn đề này rồi. Nhưng tất nhiên mỗi lần nhắc lại nói nghe cũng rất là mệt. Đó là it is really a vocabulary test. Reading là một cái kỹ năng test từ vựng. That's it. Listening thì không hoàn toàn là test vocabulary bởi vì nó thiên về kỹ năng gọi là hearing the word nhiều hơn. Writing thì nó thiên về cái accuracy là chính.
Còn Speaking nó thiên về cái being natural. Nhưng mà thằng Reading thì nó thích cho cái chủ đề nào nó cho, và từ vựng nó toàn quăng những từ rất là hoành tráng vào. So it's really a vocab test. Cho nên nếu ai có câu hỏi rằng how can I do the reading test without knowing a lot of vocab, thì thầy bảo là ok, depends on your luck. Là do mọi người. Thật ra nếu mà làm được mà không hiểu từ vựng thì cũng là do may mắn trong đó nữa, hoặc là do cái kỹ năng đoán của mình nó thuộc dạng ghê quá. Chứ đa số thì rất khó để làm được cái đề này, cái dạng skill này ở điểm cao, cao là từ 8 chấm đổ lên, và chúng ta hạn chế về mặt từ vựng, cái đó là impossible. Rồi mình nghĩ ngược lại thì cũng có cái vấn đề liên quan đến chuyện học từ vựng. Nói như vậy á, nghĩa là ok, I just learn the vocab as many as I can and I can get 9 points. Có những cái chủ đề, có những từ vựng mọi người học xong cả đời mọi người không gặp lần thứ hai. So why do we have to waste our time doing so? Mình bỏ thời gian để mình làm như thế thì nó cũng hơi là vô ích. Cho nên yeah, if you know, you know. If you don't know, then you don't know. Thế thì đoán thôi. Cuối cùng, don't expect to understand every word. Thậm chí chúng ta có thể đọc kịp hết toàn bộ cái bài reading trong 20 phút thì chúng ta cũng không thể understand every word. Bởi vì nói về nghĩa của từ nó có tới hai cái cấp nghĩa, the normal meanings and the implied meanings. Cái normal meaning thì mình có thể hiểu chính xác được đi, còn cái implied meanings nhiều khi mình hiểu đại khái. Với lại thật ra mình hiểu là hiểu theo concept chứ mình đâu có hiểu theo the exact definition. Nếu mà hiểu word by word thì hóa ra mình đang làm kỹ năng nó gọi là translation. So ok, don't expect to understand every word. Cái từ nào không hiểu thì thôi, đằng nào mình cũng không hiểu rồi, đừng quan tâm tới nó làm gì cho mệt. Alright, so that is five things we need to like confirm with each other before we begin talking about the reading skill. Mình thống nhất cái đó trước để cho nó dễ ha. Five things: timing is important. Read the instruction carefully and be cool, right? It's just a reading, no problem. Don't be panic. Vocab is important. And last one, well, important but not the most important. Nghĩa là đừng có đụng vô từ mới cái lật từ điển, đụng vô từ mới lật từ điển. Mặc dù đúng là bây giờ cái chuyện tra từ điển nó sướng hơn hồi xưa rất nhiều mọi người. Click on the screen, mở đọc điện thoại, nhấn vô phát một ra từ luôn. Hoặc lười nữa gọi Siri hay Google Assistant lên hỏi nó cho đỡ mất công. Okay, so that is the first thing, right? Let's continue to the next one. Now, chúng ta sẽ nói về cái phần đầu tiên, đó là matching headings. Chúng ta có bốn loại heading, bốn loại câu hỏi matching trong bài. Và loại đầu tiên nó gọi là matching heading, loại thứ hai là matching information, loại thứ ba là matching feature, và loại cuối cùng là matching sentence ending. Okay. Thầy sẽ ráng là cover từng loại nó riêng ra, nghĩa là cứ xong một loại là mình làm example luôn. Cho nên nếu mọi người gọi là gì, giữa chừng mà có việc bận đi thì cũng không mất nhiều thông tin lắm. Yeah. So like we cut the presentation into many parts. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng dạng matching headings, right? Và thật ra theo như cái feedback của mọi người khi đăng ký thì đa số mọi người lo về cái phần matching heading. Mấy cái dạng như đoạn nào có ý nào hoặc là ý nào nằm trong đoạn nào chúng ta không ngại lắm. Hoặc là cái chuyện ghép câu này chéo với câu kia, like it's okay, everybody can do that. Nhưng mà đụng tới cái matching heading mọi người khá là rên, kiểu là oh my god, what is it, right? It's so annoying, yeah. All right. Anyway, we are going to begin first with matching headings. Rồi, thứ nhất, đặc điểm của cái dạng câu hỏi này nó khá vui, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy nó trước cái bài đọc. Nếu mọi người thi trên giấy, paper test, thì cái câu hỏi của dạng matching heading nó sẽ xuất hiện trước khi mình nhìn vô cái bài reading. Thành ra có một cái câu chuyện không biết nên cười hay nên khóc, đó là vài bạn đi thi về bảo là ủa thầy sao em thấy câu hỏi lúc đầu em làm thấy câu hỏi nó ít hơn bình thường, em làm thấy nhanh quá. Rốt cuộc ra té răng phát em qua, em sót hết 8 câu matching heading. Okay, ok, happy birthday luôn, bravo luôn. Ok, so matching heading. Rồi, mọi người nhìn cái slide này, mọi người đang ra cào rầu trong bụng đó là ok, cái ông thầy này ông quăng cái slide gì mà nhiều chữ thế, slide người ta bỏ ít chữ thôi. You know, we should have some like heading, bulleting point, titles only, keywords only. Ok, lúc đầu cũng định như thế nhưng mà nói luôn mọi người, mình đang nói về kỹ năng reading kìa. Ok, everybody, if you want to get the keyword, you scan that.
cái việc mà chúng cái năm vừa rồi chúng ta học online nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái chuyện reading skill nha. The significant part. Không đùa được. Như thế nào, ảnh hưởng lớn như thế nào mọi người? Nếu ở đây có bạn ai là giáo viên hoặc ai đi dạy, mọi người sẽ thấy ngay cái vấn đề của năm vừa rồi đó ra. Những cái slide nó toàn là keyword với detail với lại cái small idea không. Nó tạo ra cho người học và nói chung chúng ta luôn một cái concept, đó là chúng ta chỉ cần cái clip thinking là đủ. Nghĩa là mọi người tư duy theo từ khóa hoặc là tư duy theo chữ nhỏ, theo từng cái ý nhỏ thôi. Nhìn cái gì dài dài chút là ngán, là ngại. Rồi. If we keep doing like that, nó sẽ quay qua cái kiểu là cái brand của mình khi nhìn thấy một cái bài dài nó send được signal xuống con mắt mình liền. Don't read that. Đừng có đọc dài quá, phức tạp quá. Không mọi người. This time we need to look back the long things again. Cho nên thầy nói luôn tất cả những cái slide hôm nay nó sẽ rất dài và nhiều chữ. Ok, I will explain that. Tất nhiên thầy sẽ giải thích nó ra, nhưng mọi người chịu khó làm cái bước scanning và skimming khi chúng ta làm việc với nhau nhé. Là you scan for the keyword by yourself. Hey, we are doing the reading section, right? What's the point of the reading without knowing how to scan for the keyword? Luyện về reading mà cho mọi người hết những cái keyword ra rồi thì no fun, it's no fun. The matching heading tests your ability to read and understand the main idea in the passage. And on the question paper, you see a set of headings that report information and idea from the passage. Your job is to read and decide which heading best describes information and idea in each passage or section of the passage. Right. Đây là định nghĩa cơ bản trong sách quy định từ những thằng test maker về matching heading. Alright, nhức đầu quá, dài quá. Đây, cách định nghĩa kiểu bình dân của chúng ta. They give you a list of title. You choose the best title for each. Thế thì đố mọi người cái keyword trong nguyên cái slide này là chữ gì? Do you see that? Nó nằm trong cái phần là read the instruction carefully. Mọi người, come on, read the instruction carefully. What keyword do you think is the most important keyword? Tick tock, tick tock, tick tock. 1, 2, 3, 4, 5. Done. End time. Best describe. Bravo, bravo, Mr. Fact. That's it, that's it. Best describe. Có nghĩa là nó không phải là fully describe, nó không phải là accurately describe, nó không phải là describe the truth, nó không phải là describe every single detail, mà là best describe. Cho nên đôi khi mình sẽ hiểu theo cái hướng là well, chọn cái tiêu đề đúng nhất, hoặc chọn cái tiêu đề gần nhất, hoặc chọn cái tiêu đề ít có khả năng bị sai nhất. Right, không phải lúc nào cái title nó cũng direct. Đôi khi nó khá là lằng nhằng, right? Nó thể hiện rõ được cái main idea, đôi khi nó chỉ thể hiện gần gần cái main idea, đôi khi nó chỉ thể hiện những cái ý nhỏ nhỏ của cái main idea. Right, sometimes actually. Cho nên cái keyword đây là best describe, cái lựa chọn tốt nhất, chứ chưa chắc là cái lựa chọn đúng hoàn toàn. Cái này mọi người phải phải nắm nha, đúng hoàn toàn nó khác với lại cái hợp lý nhất trong số những cái sai. That could be a different things. Giống như cái phần multiple choice cũng vậy thôi, nó có bốn đáp án. Trong trường hợp một mình chọn đáp án đúng, nghĩa là một thằng đúng, ba thằng sai. Trường hợp hai là cả bốn thằng đều sai, nhưng cái thằng số một nó ít sai hơn ba thằng kia, thì mình ưu tiên mình chọn nó. Cái chuyện heading, câu chuyện nó cũng có thể tương tự như thế đấy. Ok, so Mr. Fact, thank you for your very easily, you know, scanning and skimming skill, right? Cool, man. Alright, everyone. Mọi người nắm theo được tới đây chưa? If you can feel me, if you can understand me, react, please. Mọi người nhấn cái reaction là like, cái là thầy biết rồi, khỏi cần phải nói. Ok, one is good. Two, three, four, five. Thank you. Ok, sorry everyone. Ai cho thầy xin 10 giây replace cái headphone cái. Cái này nó ngứa lỗ tai quá. Ok.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, much better. Yeah. I thought I would just like wear earphone, but turn out it's not very comfortable, I don't. Okay, now we continue everyone. Mình tiếp tục thôi. So again, the first thing we need to talk about is the word best. Best describe. That's the key. That is the key. Right, now let's carry on. Next one. Chúng ta sẽ có một đống tips và nói luôn những cái tips này là những tips officially accepted. Now, did I say officially accepted? Yes, I would say that again. These tips are officially accepted. Nghĩa là những cái tip này được công nhận bởi những người soạn đề. Like people agree that, right? People say, okay, everybody, we should follow this one. Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc như thế này mọi người. I'm going to explain generally about that each tips. Sau đó, hy vọng mọi người có thể giúp thêm cái việc này đó là nếu ai đã từng áp dụng cái tips này hoặc cái trick này vào reading hoặc là vào một cái chuyện học tiếng Anh nói chung, you can share your experience with us if you don't mind. Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm mình, nghĩa là mình thấy nó có effective hay không. Và mà nếu effective như thế nào và nếu nó có problem thì problem như thế nào. We are going to do it fast. Quy tắc số 1 đó là chúng ta không đọc bài trước rồi đọc heading sau, không. Quy tắc số 1 là mình đọc heading trước rồi mới đọc bài. Before you read the passage, read the list of heading and underline the keyword. Nếu ai có học lớp của thầy cũng biết luôn rồi. Mới đầu vào, nếu mà gặp dạng matching heading thì yêu cầu tất cả học viên scan từng cái heading. Scan từng cái heading. Underline the keyword. Và nó còn kèm theo cái bước thứ ba nữa là mọi người phải paraphrase lại cái heading đó nếu được. Yeah. Is it that? I ask people to paraphrase the heading if possible. So, that means we understand what we need to look for before we actually go looking for that. Ít nhất mình biết rằng mình cần phải tìm cái gì. Chứ mới vô mà đọc cái bài xong, wow, it could be a problem, everybody. It could be a problem. Ở đây có ai thử cách này trước chưa? Everybody try to do that before? Like read the heading before you read the passage. Anybody in the class? Oh, sorry, in the webinar? Yes, of course. Đó là chân lý, yeah, đó là chân lý. Nhiều người họ không thích cái kiểu này mà bảo là oh teacher, no 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 no. Read the heading giống như đọc câu hỏi trước. No, I will scan all the question first. I will scan all the question first. Sorry, all the reading first and I'll think about the question later. No. Long story short, no, don't do that. Rồi, sau đó mình đã nắm được cái heading, mình nắm được yêu cầu chung heading nó hỏi cái gì rồi, mình chuyển qua cái tip số 2 là read the passage quickly and get the idea of the information and idea, the type of information and idea is contained. Đây là bước đọc toàn bài để nắm được cái cấu trúc của bài. Một cái bài reading nó cũng phải tuân theo quy tắc của một cái bài academic passage, academic reading. Nghĩa là nó vẫn phải có introduction, giới thiệu vấn đề, nó phải có cái climax và nó phải có cái outcome. Tất tật luôn. Thì khi mình sau khi mình scanning ấy, mình làm cái bước đọc sơ ấy, mình xác định như vậy cái cách nó diễn, nó trình bày cái cấu trúc của cái bài đọc này là cái gì. Khi mọi người nắm được cấu trúc bài đọc, chúng ta đã hình dung được cái heading của từng thằng rồi. Yeah. And then number three, you read the passage, each paragraph and section carefully. And think about the idea or the main point that the writer is making in each paragraph. Thì muốn hỏi mọi người chút xíu đó là thường thường cái main idea nó nằm ở đâu trong một cái paragraph ta? Where are the main ideas inside a paragraph? Anybody knows that, please? Usually at the beginning or at the end of a paragraph. Cool, man. The greatest trick the devil has ever pulled on earth is to convince people that he doesn't exist. Yeah. Câu đầu câu cuối, quy tắc vàng đúng không mọi người? Được PR rất mạnh, nghĩa là everywhere we do we see that. Nó muốn chúng ta tin là như thế đấy. Mấy đồng chí ra đề nó muốn chúng ta tin rằng oh, this is going to be the first answer, it's going to be the last one. Trong mấy cái đề gần đây mọi người đọc câu đầu, mọi người đọc câu cuối xong hình như mình cũng chả hiểu đang muốn nói cái gì đâu. Nó nằm đâu đâu khúc giữa.
Hồi xưa thì đó đúng. Yeah, a long time ago. Yes, it is. The first Used sentence. to Yeah, the last sentence. It used to be. Yeah. It's something that Rồi used to thầy. be. Yeah. Ah, Mr. Nguyên is here, right? Yeah. Okay. Cho nên chúng ta nếu mà scan đó xong, thật ra cái câu đầu với câu cuối người đọc xong mọi người giống như là hả? Hả? Vụ gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? General academic reading. General với academic nó share nhau bài cuối cùng. Cái thằng general á, từ câu 1 tới câu 23, không 23, 26 tới 26, câu 1 tới câu 26 thì nó khác. Nhưng mà từ câu 26 tới câu 40 thì nó giống như phần academic, right? Và nếu Mr. Huy biết về Mr. Huy rồi right? Yeah. Mr. Huy biết về cái academic với the general nó khác nhau thế nào thì cũng nhớ luôn, đó là cái thằng academic số lượng câu để đạt được một cái mức điểm nào đó nó luôn luôn ít hơn thằng general. Đấy, nghĩa là bên general muốn đạt cái điểm ví dụ cao chút xíu như 6.5 7 chấm chẳng hạn thì cũng phải lấn qua cái việc cái đoạn mà academic từ câu 26 tới câu 40. Chứ hai mấy câu đầu nó chưa đủ để lấy điểm cao. Và thật ra kỹ năng thì đúng rồi, nó cũng tương tự với nhau một chút. À, tất nhiên cái độ dài của bài nó ngắn hơn tí thôi. Thì nếu mình áp dụng y chang bên academic vào bên general thì nó chỉ có lợi chứ nó không có hại gì cả. Only about the benefit, not the drawbacks. Và cũng đang dự định là mở một cái webinar riêng về bên general không, nhưng mà cái đây từ từ mọi người, tại cái academic cái mùa này nó vẫn phổ biến hơn, because a lot of students they are going to get to the university, so they need the IELTS for their university acceptance entrance. So for now. Anyway, quay lại cái chuyện này, cái main idea nó không nằm đầu và nó không nằm cuối, thỉnh thoảng vẫn có nhưng mà nó no longer a truth, right? Đấy không phải là cái common sense, không thể take it for granted được nha. Should not take it for granted. Thành ra để an toàn mọi người, scan đầu, scan cuối, sau đó ngồi nhìn nhìn mấy khúc giữa cho thầy. Để ít nhất thì nếu nó có gài mình cũng nắm được nó đang muốn gài mình hay không. Alright. Thì sau khi mình đọc xong từng đoạn nha mọi người, đừng có đọc hết tất cả các đoạn rồi đi chọn heading, không có nhớ nổi đâu. Đọc từng đoạn xong chọn heading ngay lập tức. Alright. Now, after reading each of the section, look at the list and choose the best report. Bây giờ nó có một cái mánh nhỏ như thế này đó là mọi người. Thỉnh thoảng mình đọc cái đoạn xong mình nhìn ngược lại, mình thấy ngay cái heading. Thỉnh thoảng mình sẽ thấy hai ba cái gần gần giống nhau mà mình phân vân. Trong trường hợp đó, quánh luôn ba cái đi mọi người, từ từ mình chọn lại sao. Nghĩa là mình cứ eliminate cái đống nó ra đã, rồi từ từ mình tính tiếp. That's the point. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình khá nhiều. Lát nữa mình thử với nhau mình biết ngay. Rồi, cái tip kế tiếp, when you read the passage, you may see some words or phrase that appears in the heading. Be careful, the correct heading use different words to express the main idea. Ở đây nếu ai thi TOEIC rồi thì chắc biết cái trò đó là nếu chúng ta thấy đáp án nó có một cái từ giống như câu hỏi, loại đáp án ra ngay lập tức. Alright, mà đó là TOEIC thôi nha mọi người, TOEIC là kiểu low level, medium to low level. Thằng IELTS thì mình biết rồi, một từ giống y chang nhau mà chỉ cần là danh từ với động từ nó đã ra câu chuyện khác rồi. Thì đó, cái chuyện nó gài synonym là chuyện cơm bữa luôn, là giống như hít thở hít vào thở ra thôi. Cho nên khi nó cho mình một từ y xì đúc luôn, y chang luôn, 99% là cái bẫy. Cẩn thận nha, mình gọi là mình sẽ experience, you know, I'm cool, I'm professional, I can avoid that trap. Nhưng mà cũng có 1% đó không phải 7 nha mọi người. Nghĩa là cái câu đó nó dễ thật. Cho nên nói vui một cái đó là nó chia làm hai dạng lỗi rất là rõ ràng. Đi dạy lâu nó thấy. Những bạn ở level khoảng 5.5, 6 chấm đổ xuống, họ hay sai một số tổ hợp câu phức tạp. Nhưng những bạn 8.5 thường thường nó sai đúng một câu dễ ợt. Tại vì sai một câu là không được chín. Chín phải đúng hết, coi như chín là phải đúng hết đi. Thì những người 8.5, những người 8 chấm họ sai một hai câu thôi và họ không hề sai câu khó nha mọi người. Những cái câu họ sai là những câu rất dễ và rất trực tiếp. Nhưng hỏi sao sai? Think too much. I'm think I'm cool, right? So I'm think too much. And yeah, we think too much. Sometimes it's really easy. Yeah, okay, so the last tip, it's just for fun, right? But you know, sometimes it will be effective. Rồi, hai cái này là my opinion. Mấy cái ở trang trước đó là their opinion, right? Ý coi như chung của người ta. Hai cái này là my opinion. Hai cái bổ sung.
Thứ nhất đó là mọi người, don't use your own knowledge. Cái này là lấy từ kinh nghiệm cá nhân đau thương ra đây. You know, I know a lot of things. Nói chung thầy biết cũng khá nhiều. Because I love reading. And my favorite activity is to read. Cho nên đọc về những chủ đề mình biết, mình có kiến thức, cái mình cảm thấy rất là easy, no problem. I can understand that I don't need to read. Thì, you know, sometimes it's a mistake. They hit the headings, they need to report the idea in the passage. Chúng ta chỉ cần cái heading nó thể hiện đúng cái thông tin của một cái đoạn ngắn như thế, chứ không phải là những cái knowledge about this topic. Cái luật này nó giống như một cái tip trong cái mục Truthful Not Given. À, chắc là sau này sẽ có một cái buổi về Truthful Not Given tiếp, khá vui. Thì bên Truthful Not Given nó có những cái nó true tới mức giống như là mặt trời mọc ở hướng đông luôn, nhưng vẫn phải chọn Not Given. Thì tương tự cái này cũng vậy, có những cái mình thừa biết là nó đang nói về cái đấy, nhưng nếu trong đoạn nó không nhắc tới thì mình sẽ không được nêu vào. Ít thôi, hiếm lắm, câu này hiếm lắm, một bài xui lắm thì gặp có một câu như vậy. Nhưng mà như thầy đã nói là mọi người 8.5 với 9 chấm đôi khi nó khác nhau có một câu thôi đó. Cuối cùng, quickly read to make sure you haven't missed anything. Cái này thì nghe ra giống như một câu vô thưởng vô phạt, ông này ông đưa vô cho đủ cái số giờ ông nói để ông ăn tiền. Không mọi người, đôi khi mình sót một cái heading mà mình không thấy đấy. À, ví dụ như nói sao ta? Cái cách nó sắp xếp các bài trong cái tờ giấy á, có một đoạn nó nằm lệch lệch đâu bên kia, cái mình đọc mình lướt quá mình không thấy, mình không để ý. Hoặc là nó dính một, ví dụ như cái đoạn này nó nằm ở cái trang này hết 70%, có 20% nó nằm ở trang bên kia, cái mình không có scan cái 20% nằm trang bên kia, mình nghĩ là phần bên đây đúng rồi đôi khi. Cho nên cái tip cuối cùng đó là quickly read again to make sure you haven't missed anything. Nói chung là đọc xong rồi, làm xong rồi thì nếu rảnh cứ đọc lại đi mọi người, mình chỉ có thể nhìn ra được cái vấn đề thôi. À, chứ không bao giờ mình nhìn được cái mistake hết. Vấn đề là cảm giác như là something not right rồi mình double check. Còn chuyện mà see the mistake như trong writing thì impossible to see. Ok, so double check before you finish this section. Trong mọi người sẽ nghĩ trong đầu rằng thầy, cái phần này mà em làm theo các bước của thầy chỉ sao nó nhiều bước quá vậy? Không nhiều mọi người, nếu mình tóm tắt lại theo cái kiểu văn nói của chúng ta thì rất là ngắn. Một, scan the heading. Hai, scan the reading. Thứ ba, match them all. Và thứ tư, check them out. Bốn bước chứ mấy, đúng không? Nghe nó nhiều bước, nó lắc nhắc. Nhưng mà khi mình đọc xong cái đống này rồi, chúng ta gần như nắm được hết cả bài. Thì đoạn nào cũng phải scan ít nhất là 30% rồi, còn gì nữa. Và đã hiểu được cả main idea, hiểu được structure, hiểu được heading của từng cái paragraph, thì coi như mình hiểu cả bài rồi, còn gì. Các câu hỏi sau, chúng ta tìm cái vị trí của nó cực kỳ đơn giản, bởi vì again we understand everything. Cho nên cái dạng này nó tốn thời gian chút cũng chả sao, 10 phút luôn cũng chả sao, cho hẳn 10 phút xong xả luôn, bao gồm đọc làm câu hỏi chọn, 50% thời gian một bài, still okay, no problem. Alright, sample times. Now I'm going to send. Mọi người mở cái khung chat lên giùm thầy, thầy sẽ gửi cho mọi người một cái file về matching heading PDF. Opened, sent. Boom. Đã trên cái chat đó mọi người. You open that and you can download that and open in your computer. Tất nhiên thầy sẽ share lên màn hình đây, nhưng trong trường hợp mọi người nếu mà muốn nhìn thấy ở máy cá nhân rõ hơn thì yeah, you can download that by yourself. Rồi hàng này của BC, nhìn cái tên thấy rất là uy tín luôn, BC. Bài kefir không thầy? Yeah, chính là hắn. Sữa chua lên men. Bài này vui lắm. Dạy mấy lớp thấp mà đưa bài này vào đọc thì ok, no problem. Dạy mấy lớp cao đưa vô ngồi cãi nhau tưng bừng khói lửa hết. Tại heading của anh nó hơi gì bài này nọ. Ok, ok. Mình sẽ đọc một bài nói đại khái cho mọi người nắm trước đi. Nó là liên quan tới cái chuyện a drink. A drink. Rình miếng kìa. So fresh. Ok. Chúng ta sẽ có một bài về how to make something special to drink. Đại khái thế.
Mình có 10 cái heading và chúng ta có 7 cái section. Rồi ok, nhắc nhở nhẹ cái đó là số lượng heading và số lượng câu hỏi mình phải chọn nó không bao giờ bằng nhau. Số lượng heading luôn luôn nhiều hơn. Ok, kiểu hồi xưa chúng ta chơi kiểu phương pháp loại suy ấy mà mọi người. Còn oh, còn câu cuối, còn một đáp án, một cái câu hỏi thôi thì chắc chắn câu hỏi đó phải là đáp án đó. I'm so good. Không. Cho nên tí giờ thầy nói mình ra hai ba cái heading thấy gần gần giống nhau chọn hết thì mọi người không sao đâu. Kiểu gì đi chả dư. Ok. Rồi bây giờ heading mình nhìn. Trước tiên mình lướt sơ qua 10 cái heading này giùm thầy. 10 of them. Rồi, đó zoom to vậy nhìn cho nó đã. Theo mọi người, cái nào trong số 10 cái này nhìn không giống một cái heading? Thì nhấn mạnh nha, cái nào nhìn không giống một cái heading? Do you think? Không có hả, đúng không? Mọi người không thấy cái nào nhìn không giống cái heading cả. Quy tắc á, thì nếu một cái heading nó phải là general idea, main idea, something covers everything. Và trái ngược với lại những cái heading là những small details. Thì trong đây mọi người nhìn có cái đề nào nó giống như là một cái small detail chứ không phải là một cái main idea không? Mr. Fact nói là nó là cái số 9. A cover get an image makeover. Không, cũng có thể là nó là một cái heading chứ. Cái image makeover có thể là something happened for a long time everywhere or like own the places, take a lot of money, something, something. Cũng có thể là một cái main idea. Rồi nếu mà phải đặt nghi vấn ra thì thầy nói là cái câu số 5 nó không giống một cái heading lắm. Cái này là mình chơi về feeling, mọi người nói thẳng luôn, mình chơi về feeling, mình không chơi về logic thinking. Tại vì không có cái logic nào chứng tỏ rằng nó là main idea hoặc là nó là small detail cả. Mình chỉ có cảm giác được thôi. Thì đầu tiên là cái số 5, old method of transportation. Tại sao? Bởi vì nó không liên quan lắm tới cái nội dung của bài là liên quan tới drinking. Like something to drink. Old method of transportation. So we can, you know, remove that from the list of like priorities. Tương tự câu số 10, ways to improve taste. Ways nó có S nghĩa là những phương pháp làm việc gì đó. Thì hóa ra nó giống như liệt kê một list những cái small detail ra. If I have to say, I will say number 5 and number 10 do not look like a heading to me. Look like thôi nha, look like thôi. Nghĩa là có thể mình có thể sai, nhưng mà đó là bước đầu tiên. Trước khi mình scan, mình cứ nhìn vô mình coi cái nào nhìn giống như heading trước. Rồi mọi người, sau đó mình sẽ thử scanning nha, scanning. Ví dụ như câu số 1 nó ghi là unique sensory experience. Mọi người, cái keyword là chữ gì vậy? Của number 1, what keyword do you think? Unique. Unique, yeah. Sensory, right, sensory. Unique and sensory. Paraphrase nó lại giùm đi mọi người. What does it mean? Chuyển cái cụm của unique sensory experience thành một cái cụm nào đó mà mình nghĩ là mình nó make sense đấy chính mình coi. Paraphrase that. Yeah, okay, good. À, của Mr. Phát là extraordinary hả? Extraordinary cũng chưa chắc là unique nha. Right. Như của Mr. Nguyên có vẻ hợp lý đó. You feel something never before. Right, never before. Cái thằng unique này nó chưa chắc gì nó là extraordinary. Và ngược lại, extraordinary gọi là phi thường. Something like exceptionally good. And unique hả? Different. Nó chỉ đơn giản là nó different thôi. Ví dụ nếu mình nói cái câu là everybody is unique. Đồng ý, không cãi. Everybody is unique. Nhưng mà nếu everybody is extraordinary thì cãi đấy. Nếu mà ra đường quên phát toàn extraordinary không thì đâu có extraordinary rồi nhé. Hỏi vui chút xíu mọi người, bí kíp để trở thành Superman là gì? You know Superman in the DC, Superman, Batman, he very strong, right? Yeah. You go to another planet which has lower gravity than your planet. Yeah. Technically, you go to the like underdeveloped area and you be rich. All right.
If everybody is normal, then a normal thing will be extraordinary. Rồi, phần này chút xíu. Câu số 1, đơn giản là mình chuyển chữ unique và chữ sensory. Sensory là về feeling, về feeling. Có bao nhiêu cái sensory mọi người? How many sensory that people have? Five. Yeah, for the man, that's five. For the woman, six. Yeah, for the lady, we have number six. Very scary. Ooh. For... yeah. Cho nên theo như phim thì Doctor Strange phải là phụ nữ mới đúng. Yeah, he has like extra magic. Alright, mình có five, năm cái sensor. Đó là vision, auditory, tasty, smell, like olfactory, and feeling. Yeah, touch something and you feel that. Alright. Now number two, getting back to basic. Kêu mà scan keyword cho cái câu này nó cũng hơi chọc nhau quá, bởi bản chất cái câu này nó không có keyword, người nguyên nó là một cái keyword luôn rồi. Getting back to the basic, right? Nhưng mọi người paraphrase cái cụm từ getting back to the basic giùm thầy cái. Nó là một cái idiom luôn. So what does it mean? Getting back to the basics. What they want to say when they say getting back to the basics? Return to tradition. Yeah. Đại khái nó sẽ hiểu là thay vì cái modern way thì mình chuyển sang the traditional way. Okay, cool, right? Yeah. Fly like me, for example, I like coffee. Hồi dịch vừa rồi đầu tư cái đống tiền về mua máy pha cà phê, cái không cái mở máy đồ pha cà phê kiểu A, kiểu B, kiểu C, kiểu D, kiểu E. Now I back to the basic of cafe fin. Nhanh gọn nhẹ, back to the basic. So after a long way, return to the tradition, right? Alright, next one, number three. The gift that keeps on giving. Nhức đầu ta, give mà còn giving nữa là sao ta? Give, giving, give, giving, give, giving. What does it mean? What does it mean? Anybody can understand the number three, please? Anyone? Anyone? No? Okay, keyword sẽ là chữ give và keeps on giving. Nhưng mình biết rằng cái keeps on giving, khó ta. Keep rồi đi với on. Keep on doing something. Cái thì làm sao nó giving được? And mình give the gift. So what does it mean? Mấy cái heading kiểu như thằng số 3 là một cái câu khá khó chịu. Tại vì cái nghĩa nó hơi mờ mờ, mình khó hiểu chính xác được. Cái này mình phải hiểu là nó liên quan tới một cái gift. Gift là something out of nowhere. Tại mọi người biết là gift và present nó khác nghĩa nhau đúng không? Gift, present. Present là có lý do, gift là không có lý do. Birthday present, ít người ta gọi là birthday gift. Nhưng mà đi chơi, mang mua quà luôn về cho bạn bè, đó là gift, không phải là present, nghĩa là không có, đừng đòi. Kinda. So nghĩa là something happen out of nowhere. Và keep on giving nghĩa là continue, 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 go on and on and on and on. Like my heart will go on, Titanic. Alright. Number four, variation alcohol content. Câu này nó direct thẳng luôn, variation up and down, up and down, up and down, and alcohol content, đừng dịch là nội dung cồn, nghe nó buồn lắm. Alcohol content, nếu ai uống bia rồi có thứ, lật cái chai lên nhìn thấy dưới ghi chỉ alcohol content, right? Nồng độ. Yeah. 3%, 5%, or sometimes 16%. Delicious. Number 5, old method, bỏ qua. Number 6, mình có một cái keyword là, thật ra hai thằng này là hai cái keyword rõ ràng luôn. Nhưng mà culinary là liên quan tới cái gì mọi người? Culinary. What is it about? Cooking. Yeah. Cooking thì cũng không hoàn toàn, nhưng mà nói chung là cái gì đó liên quan tới... và application, application, apply, apply. Apply nghĩa là lý thuyết, là thực tế mọi người. Is it the practice or theory? Practical. Of course, it's practice, right? Yeah, of course. Something people use in real life. Đấy. Câu số 7. Thằng này khỏi scan cho nó mệt, mọi người lộ quá luôn rồi. Making something, right? So, okay, no need to think about that. Câu số 8. Fortunate accident. Accident là good hay bad, mọi người? Accident, you think it's good or bad, everyone? Bad. Bad, terrible, right? Thank you. So how about fortunate? Is it good or bad?
Fortunate nghĩa là good. Bad but good. Oh, good but bad. Lucky good. Okay, in general good. Cho nên Lắc Xí Ngầu lại phát một cái đoạn nào mà có vừa chuyện xấu vừa chuyện tốt chung với nhau, chọn ngay câu số 8. Khỏi cần suy nghĩ tiếp. Câu số 9, makeover, makeover. Hiểu đại khái giống như makeup đi. Makeover, makeup giống giống nhau mà. Right, so we change, we refresh them, right? We rebrand them. Kiểu như một ngày đẹp trời mình nhìn cái phòng mình nói okay, I want to makeover my room. Yeah. Kiểu thế. Sau nửa chừng công việc thì cảm thấy là no no no, I make a mistake. And cuối cùng, number 10, way to improve taste. Improve taste, hai cái keyword. Nhưng mà mình nói là số 5 với số 10 nãy không liên quan lắm, mình có thể ignore nó ràng bên cũng được. Now, okay. Bây giờ chúng ta sample thử một đoạn đi. Đoạn này. Đoạn A. Đoạn A, đoạn A, đoạn A. Thử nhìn câu đầu với nhìn câu cuối thử xem nào mọi người. The surfers in the North Caucasus region Europe only trying to transport the meal the best way they knew how. In the leather pouches strapped on the side of the dun case when they make a significant discovery. Discovery, that seems to be the key word. The new drink turns out, like the name of Kefira, turns out to be a health tonic, a naturally preserved dairy product, and a tasty addition to our culinary repertoire. Cô chơi cái tiếng Pháp gì nữa chứ? Culinary, yeah. Oh, vậy là mình chọn được câu số... đâu rồi? Câu số 6. Culinary. Hay quá. Có, làm gì đời đẹp thế. Những từ y chang nhau loại ra, không chơi. Đối với câu đầu xong và là câu cuối, mình có hình dung ra được main idea của đoạn này chưa mọi người? Chưa đúng không? Nó chưa rõ lắm. Bởi vì nói luôn, đây mới là cái main idea nè. Unexpected development và blessing in disguise. Thứ nhất là cái từ unexpected development, nghĩa là nó là một cái development. Development là thường về cái chuyện good, chứ phải là bad, đúng không? Là good things. So the society development, sự phát triển của xã hội, ta không thể nói về cái bad được, phải nói về cái good. You know, we have a bigger way, we have a better facility, we have a like well-equipped infrastructure, everything. So this is a good thing. Unexpected, unexpected là về cái chuyện surprise. Right? It's something people don't expect that. But actually, a blessing. Bless you. Blessed. And this guy is mean, you don't know me. I'm a secret, right? A blessing in this guy is mean something that good, but people don't see that. Something is good and people don't see that. What is it, everyone? What heading seem to have that idea? A fortunate incident. And that's why we choose number 8 as the answer. That's the point. Okay, that's one, right? Rồi ví dụ tiếp một cái nữa đi. Đoạn B. Vẫn là câu đầu câu cuối. Although the exact origin. Yeah, in blessing in disguise. Yeah. Trong cái rủi có cái may. Blessing in disguise. Nói sao ta? Đúng là tiếng Việt dịch ra như như Nguyên nói là đúng. Trong cái rủi có cái may. Nhưng mà cái chữ disguise của tiếng Anh nó cũng không hẳn có nghĩa là rủi ro. Nó chỉ là gọi là phép lành ban đến những nơi ta không ngờ nhất. Kiểu nó kiểu là khi mà mình unexpected nhất, khi mình không mong muốn nhất thì cái chuyện tốt nó sẽ xảy ra với chúng ta. Ý là cứ yeah, be a good person and then the heaven will pay you back, something like that. A blessing in disguise. Nhưng mà tiếng Việt mình là ngôn ngữ rất thích cái sự đối lập, trong rủi có may, trong hên có xui. Alright, đoạn B, câu đầu câu cuối trước đi mọi người. Although the exact origin remains a mystery, we do know that yeast bay kefir grains has always been the root of the kefir phenomenon. And consequently, a bigger problem for most kefir drinkers is not where to source new grain, but what to do with the one they already have. Mình có nhìn được cái key idea chưa mọi người?
Đại khái là nó về cái grains, right? Cái grains. Rồi cái câu cuối nó bảo là again the problem is not where to find a new one but what to do with the one we already have. Ủa sao kỳ vậy? Liên quan chỗ nào? Tức là mình thấy cái câu đầu tiên với lại câu cuối nó không có cái connection với nhau. Dạ. Nó không có cái connection với nhau. Nó bị cross, nó bị nó mất mất đầu khúc giữa. Right. We lose the bridge. Bởi vì thật ra cái main idea nó nằm đây nè. In contradistinction to most other items you might find in a grocery store, they actually expand and propagate with used. Và cái keyword nằm ở chỗ actually expand with used. Càng dùng thì nó càng nhiều. The more you use it, the more you have. Ở nhà bạn nào có nuôi con giấm thì chắc biết. Giờ không có nhiều nhà lắm nhưng mà có một số gia đình họ vẫn nuôi một cái hũ giấm, giấm ăn á. Đó, càng nuôi con nó càng to ra. Cái phải share ra cho người ta hoặc là phải bỏ đi. Hồi xưa nó có một chút xíu, có miếng nhỏ, cái càng ngày nó ra nguyên hũ to đùng luôn. Mấy cái kifugren nó giống như thế. Đúng là cái đoạn này nó phải cần một chút xíu knowledge vào nhưng mà không nhiều lắm. Và ở đây keyword nó sẽ là expand and propagate with use. Cho nên expand and propagate nghĩa là the more we use the better, the more the better, the more the better, the more the better. Rồi, cái cấu cái heading nào nó đi theo cái nghĩa là the more the better, the more the better. Which one everyone? Tăng 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 tăng. Yeah, number 3, right? Number 3. That is number 3, the gift that keep on giving. This is a good thing, right? Mình cái món uống này là good, okay, good idea, unique sensory, blah, blah, blah. Và cứ dùng càng use, càng expand, càng use, càng expand. Đó là keeps on giving. Thì cái chỗ này, cái cụm keeps on giving và cái idea, đâu rồi, expand and propagate with use, nó là synonym với nhau. Tuy nhiên mọi người, không phải là direct synonym, nghĩa là dịch về nghĩa mà đâu có thấy nó y chang nhau đâu, đúng không? Mình thấy nó rất là khác nhau. Cho nên nó understand every word thì rất là khó chọn. Mình chỉ là đại khái cái concept nó giống nhau. Đó là the gift continue, continue, I feel happy, more and more good things. Và tương tự thằng này expand and use, you use that, it become bigger. And yeah, we link them, we choose a heading. That's it for the heading everybody. À. Ví dụ tới tôi mình không có thời gian mình đọc, mình làm hết cả bài này đâu. Làm hết cả bài này không mất cả nửa tiếng đấy. It takes like forever, còn 3 dạng khác nữa. So, we cut the heading right here and we carry on. Mọi người, so far, do you understand? Have I understand? Or do you get the idea about doing the matching heading, right? Mọi người nắm được đại khái cái quy tắc là matching heading chưa? If yes, like just send me a like, please. Yep, okay, we could, thank you. Như thường lệ, nó hay bảo là silent is agreement, done. Rồi, sample time, done. Dạng thứ hai, matching information. You match the information. That's it. Cái tên rất đơn giản và ngắn gọn. You match the information. Thông tin. Để nói theo kiểu tiếng bình dân chúng ta hiểu. Trong dạng. Ý nào nằm trong đoạn nào? Ý nào nằm trong đoạn nào? Đây là nếu mà ở cái dạng trước matching heading mình phải scan cả đống luôn là mấy main idea. Thì bây giờ mình lại không quan tâm tới main idea. Mình chỉ ngồi mình pick những cái small detail ra mà thôi. So, theo định nghĩa, your matching information task tests your ability to read a passage carefully and understand the main idea as well as the detailed information and arguments. On the question paper, you can see a set of number statement and your job is to read the passage and find information and idea that match the statement. Đây là những cái từ gây chán nản của chúng ta. Read carefully. Understanding the main idea as well as detailed information and argument. Ủa vậy còn gì không phải đọc nữa không? Yeah, mostly we read everything. Nếu cái dạng trước thì hiểu đại khái là được, thì dạng này nó yêu cầu mình phải hiểu rõ, phải nắm rõ. Nó phiền hơn cái thằng điền từ chút xíu, vì điền từ thật ra mình tìm một chữ nó dễ, còn ở đây tìm nguyên một cái idea nó dài dài, có thể nó hơi khó. À, tìm từ vựng thì cùng lắm synonym nó là một hai từ thôi, thằng này synonym nó cả câu luôn. See no sentence, right? Something we can say like that.
đó là dạng matching information. Nhưng mà về một lý do khá là magical nào đó mà dạng này đúng lại nhiều mới hay chứ. For something I don't understand, right? This one, they have people have a lot of like correct answer for that. Yeah, don't ask me why because I don't know. Okay, now matching information. Okay, sorry, pause for a little. Chúng ta có một số tip nhỏ nhỏ. Before you read the passage, read the title. Tip này, again, giống như hồi nãy là những cái tip chính thức từ, you know, the what can I call that, right? Test maker. Officially from the test maker. So, that's what we use. Before you read that, you read the title and the list of statement, right? List of statement. And think about what you are going to read. Tương tự với lại matching heading, lúc đầu vô đọc cái heading thì bên phần information mình cũng phải scan sơ sơ qua cái list information để mình nắm coi nó bắt mình tìm cái gì. Nó bắt mình tìm theory, nó bắt mình tìm main idea, nó bắt mình tìm cái opposite detail, hay nó bắt mình tìm number, hay bắt mình tìm location. Yeah. You should know what you have to find. Sau đó tương tự, read the passage quickly to get the idea and the type information in the idea in each paragraph. Make the section contain the type of information and idea indicated in the list of statement. Chỗ này giải thích kỹ chút xíu mọi người. Thí dụ mọi người scan cái information, mọi người thấy rằng nó đang nói về cái the size of something, cái kích cỡ của một cái building chẳng hạn. Yeah. Thì mình scan trong bài, mình thấy rằng cái đoạn B nó có khá nhiều số liệu liên quan tới mét, liên quan tới height, liên quan tới wide, liên quan tới 3 floors, 4 floors and so on. Rồi mình ghi cái chữ size kế bên cái đoạn đó. Rồi lát nữa mình tính tiếp. Nghĩa là ở bước này chúng ta chỉ khoanh vùng rằng cái loại thông tin mình cần tìm nó có khả năng nằm ở đoạn này hay đoạn kia. Chứ cái vị trí thì mình chính xác thì mình vẫn chưa bàn tới nha. Nó chỉ là có khả năng nằm ở đoạn nào thôi. Hoặc là bao nhiêu đoạn nó có chung một cái nhóm idea với nhau. This is step number 2. Write that the number statement into the next section and then read the number, read the section and then well match information again. Nói một cách đơn giản hơn là sau khi mình xác định được cái nhóm thông tin này sẽ nằm trong đoạn này, mình sẽ ngồi khớp cái thông tin chính xác lại với nhau. Còn nó nằm ở dòng nào, từ nào và nếu được chính xác luôn là từ nào ứng với từ nào. Nó phải khớp đầy đủ nha mọi người. Thí dụ như cái câu information nó cho mình ba cái idea mà mình chỉ khớp được hai cái trong một cái bài thì chưa chắc gì mình chọn được đáp án đó nha. We need to match all the details of the information to make to confirm that. Cho nên vui lòng yeah, read it again, tương tự, right? Anyway, remember that the statement don't use exact same word and phrase. Ok, câu này nói nữa. Nhưng mà do đó là quy tắc cứ phải nói lại. Đó là paraphrase, synonym, paraphrase, synonym, paraphrase, synonym. Đấy, tụng câu đó, liên tục có thể. And then make sure you double check. Double check cái nào? Nhắc lại double check rằng tất cả idea trong cái câu đề nó cho đều phải nằm trong cái body mình chọn. That's all. Now, here's a small thing. Nhớ cái tip số 2 của cái phần reading nói chung mọi người, đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng, đó là remember that some section contain two answers and some none at all. Không phải đoạn nào cũng có một cái idea. Có những đoạn không hề có idea nào cả. Nhưng có những đoạn nó chứa hai hoặc ba cái idea trong với nhau luôn. Cho nên đôi khi mình được quyền dùng một đáp án nhiều lần. Và có những đáp án không dùng tới lần nào cả. Ok. Rồi mọi người nắm được lý thuyết về cái phần matching information chưa? If yes, then again, send me a like. Yeah, that's the literal like, right? Okay, okay. Rồi, tiếp tục mọi người. Thầy sẽ gửi tiếp qua cái matching information second file. Coming up in 3, 2, 1, done. Google Chrome. Matching information and we have the baby shark. Do, 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 do.
Electroperception. Electroperception. Reception. Đọc cái bài này xong, reception, đọc bài xong mình cảm giác, we want to be a shock, right? We want to feel the electricity in the air. So cool. Rồi, kể nó ví dụ đi mọi người. Đây là dạng matching information điển hình của chúng ta. Một cái đề nhìn nó như thế này. Đầu tiên nó sẽ có cái câu là the reading passage has 8 paragraphs A to H. Which paragraph contain the following information? Đây, this is a typical question about matching information type. Yeah. 80% các cái dạng matching information mọi người gặp nó sẽ là đều về cái kiểu câu hỏi này. Tức là which paragraph contain the following information? Những thông tin từ 1 tới 6 nằm trong đoạn nào? Ok. Sau đó nó ghi là write the correct letter A to H in the boxes, blah blah blah. Và nó không nhắc tới cái chuyện rằng, nhấn mạnh nha, nó không nhắc tới cái chuyện rằng mình có được quyền chọn một đáp án hai câu hỏi hay không. So there's a high chance that we are not going to choose two right one answer for two questions. Nếu có, ở đây chỗ này nè, ngay chỗ này luôn nè, nó phải có một cái câu đó là you can choose any answer more than once. Thì lúc đó có thể mình có hai câu A, hai câu B hoặc hai câu C. Ừ. Nhưng nếu nó không nói như thế này, nó để trống như thế này, nghĩa là mỗi chữ mình chỉ dùng một lần mà thôi. One times only. Ok, mọi người để ý cái đó nha. Rồi, như thường lệ. The keyword number one, everybody. Câu số 1, keyword nó sẽ là what do you think? How electroreception can be used to have fish reproduced? Alright. Yeah, fish. Of course, right? Cái bài này nó vẽ hình con cá mập lên cái tiêu đề thì mình không cần phải dùng fish làm keyword luôn. Everybody can see that the fish is a key idea. Nó vẽ ngay trên cái đề luôn rồi mọi người. You don't need to do anything more. See, that's a big shark. A big, huge, ugly shark right here. So do we need to use shark as an animal? No, we don't care about that. Of course. Rồi, cái keyword duy nhất chúng ta cần là chữ reproduce, right? Electro reception and reproduce. Make a baby fish. We think about that. Number two. Keyword, everyone. Keyword, keyword. No? Anybody, you see that? Come on, tell me. You tell me or you tie, whatever is fine. No one see that? Aha, aha, aha. Right. Oh. Cái này mình thấy nó nhiều quá, thiếu một từ mà thấy nó nhiều quá rồi thì không cần gọi là keyword đâu mọi người. Chọn này làm keyword coi như đoạn này cũng có nó luôn á. Keyword nó phải là những từ mang main idea nhưng cũng đừng chọn những từ quá phổ biến vì những từ nào đoạn nào cũng có thì mình làm keyword, mình scan kiểu diện giờ. It's everywhere. Kiểu nói đùa cái gì này. Cho lời khai về mấy tình nghi phạm tội, đặc điểm nhận dạng số 1, right? It's a human. Yeah, of course, right? It's a human. We have only 7 billion possibility. Right? It has hair. Okay, wow, wow. That's very interesting. It has hair. Two eyes. Oh my god, two eyes, right? So good. Những cái đó là những cái obvious information. It's not the keyword. Rồi, chỗ này đó là possible và benefit human. Possible là sao mọi người? Khi thấy cái từ possible này mình nghĩ cái gì trong đầu? Possible nghĩa là có thể. Nhưng mà nó xảy ra chưa? Yeah. Sorry. Just may happen. Or they have a plan to happen. Not yet happened. Chữ possible đa phần nó đều về cái chuyện là chà, có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng ở hiện tại thì sao? Ooh, I don't know. Nope. Nope. Cho nên, yeah, cẩn thận nha. Nếu là nó đưa ra trong đoạn đó nó có, cũng có một cái use và benefit human. Nhưng mà in the past thì không dùng cái đoạn số 2 được nha. Không dùng cái number 2 đâu. Rồi, number 3.
Keyword, everybody, number three, number three, number three. What do you think? I'm sorry, can anybody say something? Hello? Yeah. Okay, okay, number three, everyone. Can you see the keyword for number three? Electric signal. Again, cái electric signal nó nhiều trong bài lắm á. Yeah, it's everywhere. So if you choose that, you might have a hard time. Alright, alright. Như Mr. Vũ bảo là capacity animal pickup send out. Pick up and sent out. Alright. Thật ra cái này nè, keyword nè mọi người. To pick up but not sent out. Not. Nghĩa là pick up, yes, send out, no. Nhưng nó hỏi cái gì mọi người? Nó hỏi về pick up hay sao? No, nó hỏi là the term. Term. What is a term? A small detail, right? Like a definition, right? Like a name, right? A phrase, yeah. Và thường thường những cái tên đặc biệt, những cụm từ có nghĩa đặc biệt, nó sẽ có cái đặc điểm nhận dạng gì khi được viết trong bài? Yeah, the quotation mark, nó sẽ có một cái dấu ngoặc hay nó in nghiêng hay nó sao sao đó. Yeah, they will make it stand out. Lý thuyết thôi, lý thuyết thôi, lý thuyết thôi. Yeah, that's the theories only. Mà nói về cái term, mình lướt một cái mọi người, đoạn nào nó có một cái kiểu đóng ngoặc, đoạn đầu có không ta? Không thấy có ngoặc. Đoạn 2, có. Ồ, nhưng mà including, không tính. Đoạn 3, nhìn qua cái coi có đóng ngoặc không? Cũng không thấy luôn. Đoạn đi, có nè. Nhưng mà đó là nguyên câu luôn. Get off my frequency. Không xài được. Và đoạn Y, có đóng ngoặc ta? Không thấy luôn. Ồ, có nhưng mà dài quá. Đoạn F, có đóng ngoặc không? Cũng có luôn. Đoạn G, có nhưng mà câu thành ngữ try before you buy. Và đoạn cuối cùng, cũng không thấy. Vậy là cái trò đóng ngoặc ta không xài được rồi đó. Right, the term. Suy nghĩ tiếp lại, term cũng có thể là, well, a definition. Ok, chơi kiểu gạch ngang, lại tìm dấu gạch ngang tiếp. Có nè, nhưng mà DABC, cái dấu gạch ngang này nó đứng sau cái từ là electro exception. No, ok, not the thing we need for. Looks like that. Nhìn giống đặng bi đúng không mọi người? Nhưng như thầy nói, có cái terms rồi nhưng mà mình phải confirm rằng nó là to pick up but not to send out. Tại vì phải đủ information mới được chọn đúng không? To pick up but not to send out. Mọi người, chỉ được nhận mà không được gửi thì nó gọi là cái gì? Vô lớp học kiểu truyền thống, vô giáo viên nói chuyện giáo viên, mình không được có ý kiến gì hết. Receptor, ok. Thật ra thầy bôi đen chỗ này rồi, đã đang gợi ý cho mọi người cái từ rồi đó. Yeah, that's mean a passive, right? Chỉ được nhận, không được send. Thì đó là bị passive chứ cái gì nữa đúng không? Passive. Cho nên rồi cái đoạn B nó đủ information để mình confirm rằng câu số 3 sẽ là đáp án của nó là chữ B. Nhắc lại hồi nãy thầy có nói đó là full information đúng không? Full information. Thì nó bao gồm thứ nhất là the terms, right? Rồi phải to pick up, rồi but not send out the signal. Nghĩa là một đoạn nó phải đủ các yêu cầu đó luôn, nó mới được tính là câu trả lời cho câu số 3. Thì mình thấy rằng cái đoạn B, những yêu cầu bao gồm, thứ nhất mình thấy rằng có cái kiểu gạch ngang như thế này và known as something. Đó là cách cấu trúc dùng để diễn tả về the term of something. Ok.
Có electric signal hay không? Có electric city nè. Right, có electric đoạn B. Nó có cái electric signal đây, có ngay. Yeah. Có ngay đây. So, information thứ hai khớp. Bây giờ cái information cuối cùng đó là passive hay là active? To send. Send là đưa ra, là từ mình ra. Còn nhận, pick up là từ ta đưa vô. Chỉ được ở ngoài vô, không được ở trong ra. Đó là passive, đủ information, boom, we choose B. Và mình cũng chả hiểu cái passive electroreception là cái khỉ gì. Chỉ cần biết rằng nó có nghĩa là bị get in but cannot let out. And that's all. Đấy, ví dụ thế. Chứ cái dạng này mà ngồi translate thì nó kém. Mọi người để ý nha, phải đủ hết information mới được confirm. Cái câu này nó còn tử tế là mình nhìn thấy nó có sự khác nhau. Nó không có gọi là nó gài mình nhiều lắm. Chứ còn nếu mà nó cố tình nó chơi kiểu đóng ngoặc hoặc là known as, chừng 3 lần thôi là mọi người scan chết luôn. So, a full answer with every small detail is the correct answer. Okay, everyone. Are we clear on that? Tại đây ổn cho mọi người. Are we clear? Yeah, okay, we good. Đó là dạng matching information. Alright, we done that. We continue. Number 3, hai dạng nữa. Dạng thứ ba là matching feature. Tại này vui, vui cực luôn. Matching feature. Definition, định nghĩa. The matching feature tests your ability to read a passage carefully and understanding the main idea as well as the detailed information and argument. And there are two different types of matching feature task. Type 1. Wait a second. Thằng này về lý thuyết nó rất giống với lại cái matching information, cái dạng mình vừa nói xong. Nhưng nó hơi khác một chút xíu. Nó có hai loại. Two smaller type. Nó có hai loại nhỏ hơn. Type number 1, loại số 1. On the question paper, you see a set of number statement. And there's also a box containing a set of options. There could be a list of people name, organization, or any other feature that is found in the passage. Your job to match the information and the idea in the statement to the option. Ví dụ vậy đi, mình đọc một bài về đâu năm cái quan điểm của năm nhà khoa học khác nhau. Năm scientist, mỗi người có một cái opinion khác nhau về một cái vấn đề nào đó. Cái xuống hàng đó, cái qua câu hỏi nó cho mình một cái list tên của mấy ông đó là từ 1 tới 5. Ở bên dưới nó là năm cái theory của năm người. Mình phải ghép coi cái theory nào thuộc về ông nào. À, nếu ở đoạn trước mình chỉ cần tìm cái paragraph nào chứa thông tin này thì bây giờ mình phải ráp luôn là cái thông tin nó đưa khớp với lại cái detail nào nó đưa ra dựa trên cái bài đọc. Ở dạng matching information, câu trả lời nằm trong cái bài reading. Đối với dạng matching feature, mình phải đọc bài reading để mình hiểu hai cái lựa chọn nó đưa ra và mình ghép hai lựa chọn lại với nhau. Hay nói cách khác, câu hỏi và câu trả lời của cái dạng matching feature nó không nằm trong bài heading. Nó có liên quan tới nội dung của bài heading, nhưng nó không nằm trong bài heading. Ok, everyone, you get me? Mọi người nắm được tới đây chưa? Is it okay, everyone? Yeah. How about every other like 29 people? Come on, right? You get me or not? Not yet. Example then. Yeah. Okay. Phew. Đây. Nó cho mình một cái list the information và tên của một số thứ. Những cái này nó sẽ nằm trong bài. Những cái này nó cũng nằm trong bài luôn. Nhưng ở trong bài đọc thì nó sẽ kế bên nhau, nhưng đây nó tách ra và nó xào lên. Nghĩa là mình phải đọc cái bài, mình tìm thí dụ như đoạn này, mình đọc mình hiểu đoạn này.
mình thấy rằng à, vậy trong trường hợp đi thì đáp án nó sẽ là 29, bởi vì hai ý này nó nằm chung một chỗ trong bài đọc đó. Ok, now you understand me, right? Do đó thì mới nói rằng đối với dạng matching information, câu trả lời nằm thẳng trong cái bài đọc. Nhưng mà đối với dạng matching feature, đọc bài xong, mình tìm thấy hai cái khung nó cho một cái main idea, một cái small detail, rồi mình kiếm hai cái đó trong cái list nó cho rồi mới khớp lại được với nhau. This is called a matching feature. Rồi, ok. The type number two is on the question paper, you see a set of feature. That could be a list of name or the feature that found in the passage. They also call the box containing a number of information. And this is also a list of feature, for example, a list of those theory mentioned in the passage. Your job is read and match them. Hay nói cách khác đó là sao ta? Nếu ở đoạn số 1, loại số 1 á, nó là thông tin theo kiểu cái main idea và lại small detail, thì số 2 nó sẽ nối giữa hai cái main idea lại với nhau. Ok, nó định nghĩa mọi người không cần quan tâm. Nói chung nhìn hình là biết, nhìn cái kiểu nó là biết rồi. Cứ nhìn cái dạng câu hỏi kiểu nó cho mình mấy câu, ở dưới này nó cho ABC trong một cái khung. Nó cho một cái khung như thế này luôn. Ừ, thì nó là dạng matching feature, không phải là matching information. Information thì match một câu với cả một đoạn. Ở đây mình match một câu với lại một cái main idea. Đó. Easy to understand, right? Tips. Before you read the passage, read the list of the statement, feature and think about what you are going to read. Tương tự, scan câu hỏi trước và xem rằng mình sẽ phải đọc cái gì hoặc là mình phải tìm cái gì. Yeah, mình phải khớp cái gì với cái gì. Chứ không phải vô ngồi cắm đầu đọc bài trước rồi ngồi tìm đáp án. Nah, okay, it's never the good thing to do so. Loại thứ hai, ý thứ hai, read the passage quickly to skim and underline the name of the feature when they occur. Vậy mọi người, trong cái dạng câu hỏi này á, nó sẽ có các câu đánh số thì nó sẽ rất dài nhưng mà cái khung nó sẽ rất ngắn. Chúng ta không dựa vào đây để tìm. Tìm này khó lắm. Chúng ta dựa vào đây để tìm xem đoạn nào nói về cái gì. Đã. Ví dụ ở đây có chữ Eros ở đoạn A, câu A. Thì mình tìm trong bài đoạn nào có cái chữ này. Thế thôi. So, we don't use a keyword of the big question right here. We use a keyword in this box to find what we need to find. Okay, everyone? Này, đó là cái việc mà tìm, read the where, underline where the name of the feature where they occurred, right? You probably need to mark more than one section for each statement or option, and this is okay. You can read them again later and choose which one is correct. Nghĩa là sao? Thí dụ như mình tìm cái câu B, cái chữ mania. Mình thấy rằng không chỉ có một đoạn có cái chữ này. Đối với cái dạng matching information ở trước thì cùng lắm là hai đoạn. Nhưng mà thường thường á, là một cái information chỉ nằm trong một đoạn thôi. Nhưng ở đây, do nếu mình tìm cái từ khóa, ví dụ như again, cái câu B mình tìm cái từ mania, mình tìm thấy nó sẽ xuất hiện trong 3-4 đoạn luôn. Trong trường hợp này, ok, mình cứ nốt 3-4 đoạn xuống trước rồi từ từ mình đọc 3-4 đoạn đó sau. Nghĩa là cái possibility, cái diversity nó sẽ nhiều hơn so với cái dạng matching information. Right. Read the section carefully if it... Now, read the section carefully to see if the idea match precisely. Ở cái dạng matching information, mình chỉ cần tìm đủ idea là được. Ở đây, đủ và phải đúng nữa kìa. Match precisely. Like the idea, they must be the same in the number. They must be the same in the attitude. And they must be the same in the accuracy. So, that's kind of boring, right? So, remember, by the way, you are looking for the information and the idea. You are looking for the information and the idea. Not the words and phrase. Not the words and phrase. Again, quay lại vấn đề, đối với dạng matching information, mình đang looking for the words and phrase. Mình tìm từ đồng nghĩa, mình khớp lại với nhau. Nhưng ở đây mình đang nói chuyện về information và idea. Có thể nó viết khác nhau, nhưng nếu nghĩa nó giống nhau, thì ok, we accept that as a synonym. Again,
Matching information, we're talking about individual work. Matching feature, we talk about the idea. Cho nên đôi khi nó phải đòi hỏi kỹ năng là understanding hoặc đôi khi là translating một chút. Nghĩa là phải dịch hoặc là hiểu ý của cả bài hoặc là nguyên một cụm đó thì mới chọn được đáp án đúng. Alright. Rồi, lý thuyết nhức đầu quá đúng không mọi người? Vậy, mình có cái đống này. Cách làm nè, tạm thời mình nhìn vô đây, nó nói là look at the following statement and the list of style in the box below. Match the statement with each correct term. À, vậy nó cho mình những cái situation. Và ở đây nó cho những cái term. Bài reading này là đọc về love story, nghĩa là how many types of love that people, nói là human, have in general. We like it. How many kinds of love that people have? Okay. Theo như cái khung này nó cho chúng ta 6 loại: Eros, Mania, Storge, Agape, Ludust và Pragma. Ok, sau khi xác định xong, việc kế tiếp chúng ta làm là làm gì? Quay lên bài, tìm cái chữ Eros. Tìm từ đầu tiên trước. Scan super fast now. Ran. Ok, set, that's number 1. Đoạn số 2, có chữ Eros. Scan tiếp. Không thấy luôn. Cũng không thấy. Hết. Tại sao tới đây dừng mọi người? Tại vì để ý nè, mấy cái từ về tie up love nó in nghiêng đúng không? Mấy từ này nó in nghiêng. Ludus nè, rồi agave nè. Nhưng mà tới đoạn này mình thấy hết từ in nghiêng rồi, cho nên tới đây chúng ta stop, không scan nữa. The information already enough. Quay lại. Nó là đoạn A. À, đoạn số 2, number 2. Nó từ chỗ này, the, cho tới chỗ này. Bởi vì cái câu sau nó có cái chữ mania, nó là chuyện của câu sau. Bây giờ mọi người đọc tới đây. From this to this one. And try to explain to me what do you understand about Eros. The first of this style, Eros, is closely tied with the image of romantic love that is promulgated in the Western popular culture. Characteristic of this style is a passionate emotional intensity, a strong physical magnetism, as if the two partners were literally being pulled together, and a sense of inevitability about the relationship. All right, anybody, can you explain what is Eros love for me? Hey, if you don't mind, something very short, quick, and clear to understand, please. Madly, cool, right? Madly, like crazy in love. Nhưng chưa tới mức mad đâu mọi người. Tại vì thằng thứ hai mới là mad, mania. Thằng này chỉ là strong, very strong love. Đấy, những cái keyword nè, a passionate and emotional and intensity, right? Like a magnetism, like hút nhau như từ trường. So, pull together và inevitability. Mọi người, cái inevitability, what is it? Did you find what you were looking for? Yes, I did. And what does it cost you? Everything. Okay, inevitability is mean it must happen. Things must happen, right? Kiểu như nói cách vui vui, hai người gặp nhau trong bộ phim, như nhìn nhau một cái thôi. I'm going to get married with this one. It's fate. It's a God will, right? No chance that anything else can happen, right? Born to be together, đấy, dead flag đấy, một cái dead flag điển hình trong phim đấy. That we have a bad ending if something happened like the beginning of the movies. Don't. All right. Sau khi mình hiểu đại khái xong rồi đúng không? Trong từ tình huống 27 tới 34, tình huống nào gần nhất với Eros? Theo như cái definition mình vừa đọc được trong bài.
không có synonym trực tiếp đâu mọi người, đừng có tìm, nó mất thời gian. Nó không phải như dạng matching information là tìm, ví dụ như to give, to pick up là passive active. No, right? Understand thôi, rồi tìm cho thầy một cái có cái nghĩa thuộc về cái nhóm thì end up together, không hẳn lắm. Trong love story ai cũng end up together. Nó phải có chữ always going to end up together. Tại vì always có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra, theo ý của người đó, nghĩa là inevitability. Đừng hỏi thầy cái keyword đồng nghĩa nằm đâu, không có đâu mọi người, mình chỉ understand như thế thôi. Right. Tại vì nè, câu A nè, most important that my partner is happy. Nó là cái chuyện the partner nhưng không có mình trong đó. It's not you in that story. Trong khi trong cái Eros đó là two at the same. Cả hai đều như là cái magnet. Hai cái đều hút nhau. Bỏ qua. Many, không ổn. Magnet nó chỉ hút nhau một cục một thôi, không có many. Đấy. Always going to end up together. Đúng rồi, magnetism in the end, kịch. We'll be together. Friend first and later, không có, nó passionate, nó obsessive, thì làm sao mà friend first and then later được. Thằng này hả? Maybe, nhưng mà not sure. I prefer many to myself, ích kỷ to yourself, thì chơi một mình đi, to yourself. That's all I can think about, cũng hợp lý nha. That's all I can think about, right? You think about the only one thing like that. Nhưng, oh no, it's about end up together, inevitability, yeah. Nó là về tương lai, the future, not the present. So, I know before I met someone what quality là lại về logic. Here we don't talk about logic, right? Because passionate là về đam mê, đâu phải là về logic. Cho nên sau khi mình phân tích ra câu 29 là câu hợp lý nhất. Nhưng hợp lý về mặt từ vựng không? Không, nó hợp lý về mặt meanings. We understand what the Eros and we know that this sentence 29 explains what happened in the Eros, right? Okay everyone, follow me here. Mọi người theo được tới đây chưa? Nếu được, ok chưa thì thêm cái nữa đi. One more. Bây giờ thằng thứ hai, thằng Mania. 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 Scan. Khỏi scan mắt công, mọi người nãy thấy rồi, nằm đây nè. Đây, câu này. Everybody pay attention please. A related but more frantic style of love called manias involves obsessive, compulsive attitude towards one's partner. Vast swings in mood from ecstasy to agony, dependent on the level of attention a person is receiving from his or her partner, are typical of manic love. Keyword everyone, keyword. Yeah, obsessed. You know I'm an OCD guy, so yeah. Obsessed is my word. Obsessive. Thật ra cái từ này cũng mạnh nè mọi người. Compulsive, đúng rồi, compulsive like controlling. Yêu cái kiểu này mệt lắm. Headache. Right. Swing in mood. Tick tock. You know mood, right? And then when it's swing, yeah, it means like sáng nắng, chiều mưa, trưa thì nắng ấm. For example, I am a kind of person who have extremely mood swing if I don't have coffee in the morning. In the morning, I have like big cup of coffee, take that, feel excited, energetic, calm, relaxing. No coffee, I'm a grumpy old man. Mood swing. Right, ecstasy for agony. Thì chắc là cái từ này mặc dù mình không dùng nhiều lắm trong IELTS nói chung. Và thật ra khi mình nói chuyện nhưng mình không dùng từ này. Nhưng mọi người thấy hai cái từ này ở đâu đó rồi. Ecstasy or agony, right? Đại khái mình hiểu là ecstasy là extreme happiness và agony là extreme misery. Yeah. Còn để dễ nhớ cái từ này ha, tưởng tượng vậy đi. Sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh, đi ra cái ngón út đá vô cái cạnh bàn. The agony, right? You scream in silence.
And you become wet cup. This is how painful is agony. Okay, yeah, Miss Nhi say that exactly as I say that like, drug is a kind of drug. Okay, let's ignore this word, okay? Just know that it's happiness. We don't want to go too details about this aspect. If you know, you know. Nobody gonna know it. All right. So, depend on the level of tension, vân vân vân. Rồi những cái từ obsessive, control, very happy, very sad, pay attention to, blah blah blah. Okay, anybody? Which one? Rõ ràng luôn đúng không mọi người? Về either. Mình dựa vào cái chữ either or nghĩa là một là như thế này, hai là như thế kia. Yeah. One is this, the two is that. Đó. One is this, two is that. Sorry. I got something gastro reaction. Okay. Anyway, what I'm talking about. Yeah, okay. Either. Ở đây nó paraphrase là very excited. Bên kia là absolutely miserably. Dùng từ hơi bị nặng luôn ha. Absolutely còn miserably, right? Very strong. So, okay. We can go for 31 B. Okay, everyone. Mọi người theo được tới đây chưa? That two example, right, Mr. Nguyen is good, everybody else is good, right? Thì cái kiểu nó là matching feature, nghĩa là mình phải cố mình understand, chứ mình có kiểu là ghép từ word by word giống như là cái dạng matching information. Cho nên dạng này khó, không nhiều đề có nó lắm, thỉnh thoảng mới gặp một đề có chứ không phải đề nào cũng có. À, nhưng mà nếu có thì nó sẽ là khoảng 6 tới 7 câu. So we need to try to do that. Thằng này gần như là dạng... chơi sao ta? Nó gần kiểu kết hợp giữa matching heading với lại matching information chung lại với nhau. Nghĩa là phải hiểu được main idea của cả đoạn xong, rồi phải tìm được cái detail nào nằm ở chỗ nào trong cái đống main idea đó, rồi understanding, rồi paraphrase nó ra một trường hợp khác. Thì nó giống như kết hợp giữa matching heading và matching information lại với nhau. Ok. Rồi, xong phần này ha. Còn phần cuối. Matching sentence endings. I know you are tired, mọi người cũng mệt rồi, nhưng mà ok, try your best. Mình chỉ cần khoảng 15 phút nữa là xong. And wow, we still have 27 people, great. Mới rớt có 4 người thôi. So happy. Right, matching sentence ending. Nói một cách thô lậu nhất. À không, mình phải nói một cách sang chảnh nhất. Đây là định nghĩa theo như AM đã đưa ra. Matching sentence ending task test your ability to identify the view of the writer and claim made in the passage. It's often used to test your understanding of a passage in which the writer is presenting an argument or where different ideas about the subject are compared and analyzed. On the question paper, you see a set of number incomplete sentence that report information and idea from the passage. You only see the beginning of the sentence. There's also a box which contains different sentences ending. Blah, 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 blah. Ok, hiểu vậy mọi người. Theo định nghĩa kiểu bình dân, mình đọc một bài xong. Nghĩa là sau cái này, những câu này nè, nó sẽ diễn ra coi như cái hướng đó là sau khi mình đọc cả bài rồi. Đã, thì mình sẽ có cái câu này. Đã. Nó sẽ lấy những cái câu bình luận về nội dung trong bài. Đại khái có thể là tóm tắt một đoạn nào đó, hoặc là đưa ra một quan điểm nào đó, hoặc là giải thích một cái main idea nào đó. Đại khái đây là những câu có liên quan tới bài, nhưng không trực tiếp hoàn toàn nằm trong bài. Ok, that's a little bit messy, right? Có liên quan tới bài đọc, nhưng nó không phải là nằm y chang như cái câu nó cho trong bài đọc. Nó paraphrase ra rồi, nó viết là kiểu khác rồi, và nó có đưa opinion của nó vào rồi. Và sau đó ảnh bẻ cái câu ra làm hai, rồi anh viết một chục câu như thế, anh xào lại với nhau. And boom, we have matching sentence ending. Rồi, dạng này thì có hai cái vấn đề thì cần giải thích trước, đó là nếu chúng ta đang có dự định chỉ thi ở mức đâu khoảng 6.5 đổ lại thôi. Mọi người kể dạng này đi. Nghiêm túc luôn á, không đùa.
Nếu mà người chỉ muốn thi 6.5 đổ lại nhu cầu mà chỉ cần cái đó thôi, dẹp thằng này qua bên ngồi làm cái phần điền từ thì nó dễ ăn điểm hơn. Thằng này rất cực, đọc rất nhiều, suy nghĩ cũng nhiều, nhưng thật ra thì nó cũng được có 4-5 câu là cùng. Thôi thà để lúc đó ngồi làm true for not given, gọi là matching heading, ngồi làm những phần khác. Vân 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 vân. Cái này là đầu tư không có sinh lợi. Rồi nhóm thứ hai, những ai muốn 9 chấm thì ok, we are talking about that. We will talk about that. So, the tips. Cái tip này nó hơi lạ nè mọi người, để ý kỹ nha. Before you read the passage, look at the number sentence beginning and think about what you are going to read. Don't look at the option in the box yet. Nó cho mình từ các câu đánh số thì nó sẽ không có nằm trong cái box. Những câu đánh chữ ABCD nó mới nằm trong cái box. Đọc các câu đánh số trước, kệ các cái thằng có chữ trong cái box đi. Đừng đụng tới nó. Nghĩa là đọc câu hỏi, đừng đọc câu trả lời. Đọc câu hỏi để làm gì? Để we know what we are going to read. Rồi, để gửi mọi người cái file này luôn đi. Đối cái skill này chúng ta làm chung với nhau vậy. We are going to do together. Rồi, lên chat, đặt. Chúng ta sẽ do together. Thầy vừa giải thích, thầy vừa explain ra luôn. À, thầy vừa nói cái tip, thầy vừa explain các bước ra luôn. Đầu tiên, mình đọc cái câu từ 14 tới 18. Để mình nhìn xem mình phải đọc cái gì. Ở đây, trong trường hợp này là beat và host city. Cái nội dung bài này là nói về Olympics game. Nhân tiện thì Việt Nam mình chắc đợt này đứng đầu toàn đoàn SEA Games rồi. Anyway, Fair Games. Mọi người thấy cái câu, cái tiêu đề không? Fair Games. Đọc cái tiêu đề này xong mình hình dung được cái ý đồ của tác giả trong cái bài này là gì nào mọi người? What do you think about the attitude or the purpose of the writer? Anybody think about anything, please? Câu hỏi tu từ thì nó, it's not fair, right? Fair game, công thể thao công bằng ha. Fair games. Kiểu thế. Ổng hơi sarcastic chút xíu. No, Miss Nhi, nó không phải là câu hỏi yes no question đâu. Trong ý đồ ông này là not fair từ đầu luôn rồi đó. Yeah. When he say like that, he means from the beginning, it is not fair at all. So fair? No fair. Fair đâu mà fair. Alright. Bởi vì thứ nhất, để mà host, thì nó phải có beat. Rồi, lát nữa mình sẽ đọc cái thằng có chữ beat với chữ host sau. Right. Đoạn 10, câu 15, nó lại có personal relationship và political. Nó liên quan tới individual, nhưng cũng có liên quan tới politics. Could be a problem here. 16, mình thấy có chữ cost, chi phí, cost. Okay, cost, right? Everything is about the cost, money. Right, number 17, sporting venue. Sporting venue nghĩa là những cái cơ sở thi đấu thể thao. Bạn biết rằng đừng nói World, đừng nói là Olympic, everything luôn. Khi đụng tới cái gọi là Sporting Avenue, khả năng điều cao đều là wasting after the game. Nobody use that after the game. Và cuối cùng, the last one, urban development. Okay, urban development. Nghĩa là mình cần biết một gì đó liên quan tới host city và beat. Mình biết tới cá nhân và political. Mình biết tới cost, mà mình biết tới cái sporting venue và mình biết tới cái urban development. That's the first thing we do. Đọc những câu có số trước. Đó. Rồi đó, mình underline keyword idea làm luôn rồi. Remember that the question follow the order information in the passage. Dạng này nó tương đối tử tế, đó là tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà đa số á, là thứ tự các câu hỏi nó sẽ nằm theo thứ tự bài đọc luôn. Còn nếu mọi người đã gặp cái dạng matching sentence ending mà câu hỏi nó còn không theo thứ tự nữa, thì bữa đó chắc chắn là bước chân trái ra khỏi nhà. Là xui lắm rồi. Là cố tình bị gài đề khó rồi cho nên chịu thôi. Thường thường thì nó sẽ là câu 14 ở trên, câu 15 ở dưới, giữa câu 16 ở dưới, cứ thế. Alright. Sau đó, read the passage quickly, find the keyword underline to find the section.
Đại khái ở bước này ta phải đọc cái bài rồi tìm ra chỗ nào. Ví dụ như nãy mình nói câu 14 đã nói về cái chuyện beat và host city, thì tìm hai cái keyword đó nằm ở chỗ nào và khoanh ngay lập tức lại, sau đó đánh dấu ra ngoài cái lề đó là chỗ này là chỗ có thể là câu 14. Đã. Bây giờ thử đi. Để coi beat và host city. Beat, khi nghe tới chữ beat, mình biết là cái gì mọi người? Muốn làm host city thì phải biết, mà biết là cái gì vậy? Không đâu nhé. Kiểu chúng ta trên trong lớp mình không ai chơi eBay đúng không? Mua đồ trên eBay nó hay có trò là bid. Không, giờ thấy mua trên Facebook có nhiều cái group nó bán hàng, nó cũng chơi bidding không mà. Đấu giá. Đúng đó mọi người, nếu mà muốn làm host city, thành phố đăng cai Olympic hay là gì đấy thì mình phải đưa ra cái giá cho ủy ban Olympic. Họ ok, họ chấp nhận cái giá đó thì mình mới được công nhận. Và nó tính cũng nhiều vấn đề lắm. Còn cái personal relationship và political tension nó còn rõ nữa. Mọi người thấy nghe nó bị cấm hết tất cả thể thao không? Vừa rồi nè, thì đó là do cái political tension, cái vấn đề căng thẳng về mặt chính trị giữa Nga và các nước phương Tây. Thì cái đoạn này, cái kiểu bài này dùng kiến thức cá nhân tí cũng được. Anyway, bid và host city. Bây giờ, đó, mọi người lấy cái file ra tìm thử coi cái bid với cái host city, để tìm coi host city nằm đâu ha. Host city. Ê, đây nè, host city có. Nhưng mà là cái gì ta? Deep and costly. No, no, ok. Nghe này không giống như bid. Mới vô mà nợ nần rồi. Cái qua cái số 2. Oh, city. Bidding. Và tiền. Oh, so is it enough, everyone? Nhìn có hợp lý không? Cũng hợp lý mà đúng không? So maybe 14 is about này, đoạn này đó, tới đây. Rồi để xem nào, yeah, but host. Đây, city, most city make the shortlist and a decade working on the beat then voting result. Cái chữ host nó không trực tiếp được nêu lên trong đoạn này. Nó giải thích cái chữ host thông qua câu này. Nói rồi, mọi người, cái chuyện synonym nó chỉ rất đẹp đối với dạng matching information thôi. Từ đó về sau, không thấy synonym nằm đâu hết á, toàn là meaning không à. Trong dạng feature và dạng sentence ending là mình nói chuyện về meaning, mình không nói chuyện về synonym. Officially bidding thì 2 years. Most city thì phải là mất a decade. Và cuối cùng là voting result. Cho nên thành phố đến cuối cùng là được công bố là mất cả 10 năm hơn để được nhận làm cái host city. Ok, cái mình kéo xuống lại đây, mình coi tiếp coi có chữ host với lại chữ bidding nằm đầu nữa hay không. Ở đây cũng có. Bidding cost compare bill come with hosting. Không, nó này nó qua tới however, nghĩa là không còn liên quan tới bid nữa, mình bỏ qua. Rồi, tới đó thôi. Bây giờ mình đọc xong cái đó rồi, mình kéo xuống đây, mình ráp với nhau. Mình nhớ nãy mình đọc mình thấy có những thông tin như sau là bidding nó không dễ. Nó take a long time. Nó tốn 20 triệu đô. Bây giờ mình lướt sơ qua cái mình thấy có cái câu nào nó nhắc tới chuyện 20 triệu đô ở đây không mọi người? 20 million đây không? Không thấy đúng không? We don't see any number about the money here. Rồi nó có câu nào nói về cái thời gian kéo dài không mọi người? Any sentence about the long time? Yes, everybody, we can see E because they have 10 year. 10 year, mình check lại lần cuối coi đúng là có 10 year hay không. Mình kéo lên 10 year. Scanning, 10 year, where is my 10 year? Ladies and gentlemen, here is the 10 year decade. Yeah. We done. Alright, câu nữa nha. Câu mẫu nữa đi. Câu thứ hai thì muốn tìm một cái chỗ liên quan tới personal relationship và political tension. Khi nhắc tới politics, mình hay nhắc tới cái gì mọi người ha? Politics. Everybody, when we think about politics, what do you think about?
trị ở đâu nó ra vậy? Fighting. Ai phải government, government, government. Yeah. Trước tiên cái phải government trước để còn muốn fighting thì đâu thể tự nhiên người dân ra là for the politics, là fight với dân nước khác đâu có. It's for the government opinion, right? Chính phủ nó kiếm chuyện với nhau trước thì dân đi theo. Đó, mình cái này chưa chắc gì nó sẽ là cái keyword đúng không? Mà không không chắc gì mình sẽ đoán được cái keyword, nhưng mà ý là nó set một cái orientation, cái direction để mình brainstorm cho nó dễ. Bây giờ chắc chắn là nó nằm theo thứ tự, nghĩa là nó phải nằm sau cái chỗ 20 triệu với lại a decade. Rồi coi chỗ này cái coi. The bidding alone, then the real, the cost, the process, local economy, lost revenue, rồi private developer, đây the quarter will lose to. They can be the whim if the right here. Private connection. Mà private là từ chữ gì ra? Personal. Yeah, personal. Về connection, private connection là personal relationship. Sau đó là government opinion. Government opinion, quan điểm chính phủ là gì? Là về politics. Ok. Cho nên bây giờ đã xác định được câu đó xong, đọc được câu này cái. All of this can be nothing if a bidding city does not appease the whim of the IOC member. Nghĩa là tiền, bạc, chuẩn bị gì đó, gì đó, gì đó. Nhưng nếu như cái IOC member họ không có happy, ví dụ như là do những cái private connection hoặc là cái opinions of the government, thì well, they sway. Mọi người biết cái điệu nhảy, cái kiểu dancing gọi là sway music không? Sway. Tăng 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 kiểu đó đó. 1 2 3 4 1 2 3 4 sway, wing ra wing vô. Sway, whole sway nghĩa là bye bye. No longer see you. Đấy. Chicago 2012 bid is thought to be undercut by tension over the US foreign policy. Hồi năm 2012, chính sách đối ngoại của Mỹ nó gây ra bất đồng trên thế giới, cho nên và xém chút nữa là thằng Chicago không được tổ chức Olympic. Và thật ra là không được rồi. They didn't, right? Hình như lúc đó là ở Tokyo, Australia or something, I don't remember. But yeah, not in Chicago, though. Rồi, quay lại chuyện đó. Là do personal relationship các thứ. Rồi không ảnh hưởng. Rồi ảnh hưởng tới cái chuyện là decide or not. Rồi thì cái đoạn nào nó bảo rằng cái government rồi cái relationship nó tác động tới cái được chọn làm host city hay không được chọn làm host city. Yeah. Which one everyone? Sự lựa chọn. Yay. Rồi bởi vì cái danh từ decision nó hiện rõ lên chúng ta. Underline the decision of the member. Underline the decision of the member thì nó ở đây coi như rằng mình không hiểu chữ underline, mình phải đoán được đại khái nó là affect hay là nó lead to the decision of the IOC member. Và cái keyword nữa là IOC, nó viết tắt là IOC nhưng mà nó nghĩa là International Olympic Committee. Yeah. Và chỉ có câu này có IOC, những câu khác không có, cho nên phải for all the reason we choose J. Rồi. Thì như mọi người thấy, không phải xì xạo, thằng này đọc rất mệt vì nó vừa giống như là matching heading và vừa giống như matching information cộng lại với nhau. Cho nên nhiều khi 3-4 câu thế này, rảnh thì làm, kịp giờ thì làm, không kịp thì thôi cũng đừng đầu tư cho nó quá nhiều. Waste of time. Really. Dễ nhất là matching heading. Đọc lướt lướt rồi chọn bóc bỏ vô. Thứ hai, matching information là tìm keyword. Thứ ba, matching, matching feature. Thì nó phải xác định, tự đi tìm vị trí, tự đọc, tự tóm tắt và tự ghép lại với nhau. Tới phần matching sentence, đọc câu hỏi, tìm nội dung câu hỏi trong bài, đọc nguyên đoạn đó, hiểu đoạn đó, xuống đọc nguyên cái đống câu lựa chọn, hiểu được nội dung câu lựa chọn, ghép lại với câu hỏi bên trên. Nó theo thứ tự, từ ít việc tới nhiều việc, và tính ra cái thằng ít việc làm nhất là thằng matching heading everybody. Cho nên hy vọng là sau này mọi người gặp matching heading, chúng ta hãy nhìn nó với con mắt khác. Đừng có ghét nó nữa. This is the easiest one to do, please. Love it. Don't leave it. Và dạng matching ending, nhìn thì nó dễ, chứ làm đúng hết thì nó khó lắm. Waste of time. And ladies and gentlemen, that's all for today.
Whew, nãy giờ chờ được nói câu này. I managed to make that in 1 minute. Sorry, 1 hour 42 minutes. Yay. So, before we finish for today, Q&A, ladies and gentlemen. Phần Q&A, có ai muốn hỏi gì không? Now, I'm open for any kind of question, please. We have 10 minutes, so anything you want to ask, you ask. Typing, speaking, anything you want, please. Free, no extra charge. Okay. I have a question that asked for matching headings. Yeah, matching heading. With the procedures, with a low-level learners. When they read the passage and they have to think about the main ideas, so they have limited vocabulary to think. So how we can deal with that problem, sir? We help them with the vocabulary, that's why. So like we have to tell them like learn more new words? And we help them to say the keyword, but we also suggest that they should learn more words. Oh, thank you, sir. Because đúng là câu hỏi đó rất là gọi là intriguing, rất là annoying tất cả người học lẫn người dạy trong một thời gian rất dài, đó là how can we help the students see the keyword without vocabulary? Because it's really a vocabulary test. Cho nên thứ nhất, chúng ta không thể nói rằng without vocabulary we understand the keyword. Cannot. Tuy nhiên cũng phải hiểu rằng keyword không thể là từ khó mọi người nha. Về nhà đi làm tattoo, cái câu lên người cũng được. Keywords cannot be difficult. Ủa, đưa cái keyword mà cái từ nó khó gần chết ra từ điển ra, nó định nghĩa dài ba dòng thì làm sao mà gọi là keyword được. Cái đó là lockword chứ keyword nói gì. Từ đơn giản thôi. Cho nên mình cũng recommend mọi người học đó là khi nghĩ về keyword đừng chọn những từ khó. Mình bảo là keyword nó khó do mình chọn lộn mấy cái từ khó vào. Thật ra nó dễ. Những từ phải dễ mới là keyword. Những từ mình không hiểu không bao giờ là keyword. Alright. So that's one good question. Thank you, Mr. Fack. Anything else, please? Again, it's free and nobody want. Alright. Tick-tock. I have the question. Okay. If your level in reading skill get 6.5, yeah, and if you want to improve your reading skill to get A like that, so what is the method? Like for long term, I don't want in a short term, yeah, like 6 months, yeah, one or two years. Okay, yeah, good question, miss, good question. Câu hỏi chung cho nhiều người. Bây giờ tới mức 6.5 rồi, làm sao lên cao hơn như 8 chấm chẳng hạn? Mình hai vấn đề mình confirm với nhau trước. Cái đó là thứ nhất, khi ở mọi người ở mức 6.5, có nghĩa là mình đã biết cách làm reading rồi. Tại 6.5 cũng hòm hòm 30 câu rồi mọi người. 30 câu là cũng nhiều rồi, 30 trên 40. Nghĩa là mình đã nắm được đại khái các bước làm rồi. Các dạng câu hỏi mình cũng đã làm được gần hết rồi. Nó chỉ sai thôi, chứ không phải là mình không biết làm. Cho nên ok, đó là cái foundation. Vậy mình cần hai vấn đề cần phải giải quyết để lên được tới band 8 trở lên. Thứ nhất đó là speed, tốc độ đọc. Mình phải đẩy tốc độ đọc mình lên càng nhanh càng tốt. Nhưng độ chính xác phải giữ nguyên, chứ không phải mình bảo là nhanh với ẩu nha mọi người. Nhanh với lại ẩu nó khác nhau. We make faster but as accurate as usual. Cho nên nếu mà chúng ta đang tới mức 6.5 rồi, từ bây giờ tập thì ở thường thường á, thì khuyến khích mọi người là ép bản thân xuống một chút. 20 phút một bài đúng không? Bấm giờ 10 phút thôi. Hoặc 15 phút. 15 phút trước đi rồi giảm xuống 10 phút sau. Nghĩa là khi chúng ta luyện tập, chúng ta ép cái thời gian nó thấp hơn 30% tới 50% so với đề thi thật. Yeah. Chừng nào ở nhà mọi người làm được 3 bài trong vòng chỉ có khoảng 40 phút thôi, thì đi thi mình sẽ làm chắc ăn được trong 60 phút. Nghiêm túc á. Tại vì ở nhà mà thông thả mà, ngồi thông thả lắc qua lắc lại, buồn buồn uống ly nước nè, quýt cháo, cái mở máy lạnh lên ngồi cho nó vui. Vô thi tâm lý nó khác. Thành ra ở nhà nhanh thì vô thi nó cũng chậm lại một tí là vừa. Chứ bình thường mình luyện 60 phút, vô thi nó 100 phút ấy, nó phải gấp đôi. Bình thường mình luyện 40, vô thi nó ra 60 là vừa.
Bình thường mình viết 180 từ, 200 từ, vô thi nó còn 160, 150. Bình thường mình nói đúng bon 2 phút, vô thi nó còn phút 30 giây. Luôn luôn là thế, cho nên ở bình thường chúng ta phải ép nó thấp xuống, vô thi nó bung lên là vừa. So speed, bấm giờ ép vào. Một câu hỏi làm trong một phút, một đoạn được scan trong tối đa là 30 giây. Ví dụ như thế, mình đặt những cái target theo kiểu từng step by step, scanning, skimming and question. Và phải tuân thủ tuyệt đối nghiêm túc cái tốc độ đó. Tại vì sao? Cái vấn đề của chúng ta đây là suy nghĩ quá nhiều. Ở cái level từ 6.5 đổ lên, mình có sai là do mình suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ không đúng. Limit cái time đó lại, nghĩ vừa chính, nghĩa là nghĩ đúng cái chỗ mình cần phải thinking và chọn đúng cái chỗ mình cần chọn, đọc đúng chỗ mình cần đọc và nhớ đúng thứ mình cần nhớ. And then, nothing extra from that. Đó là bước số 1 là time control, right? Bước số 2 là về về quantity. Cái lượng bài mình đọc. Nếu mà mình tính đi, mọi người lấy cái cuốn K, thầy nói lấy cái cuốn K16 đi, cái cuốn phổ biến mình hay luyện reading là cuốn Cambridge 16. Nó có 4 đề, mỗi đề nó có 3 bài, tổng 3 bài đó là cho 2.500 chữ, thì 4 bài đó cộng lại nó chưa bằng một cái short story. Nguyên cuốn sách luôn, độ dài nó chưa bằng cái short story, ví dụ như Roman Fever của Emilia Wambert. Mà đó được gọi là short story chứ không còn được gọi là novella nữa. Cho nên mọi người, quantity, cái lượng tài liệu mình đọc, nó quyết định cái kỹ năng đọc mình nó cao tới cỡ nào. Mình nghĩ là practice reading của IELTS nó nhiều. But yeah, it's not a lot. Nguyên một cuốn reading Cambridge, nó chỉ có chưa bằng một cái short story của người ta. So, you need to read more. A lot more. Và cái nguồn thì không yeah. Em ghi đó. Em có thể một cái câu hỏi là để paraphrase tốt quá thì ngoài học từ vựng ra thì mình còn phải đọc rất là nhiều những kiểu magazine báo rồi cái thứ đọc song ngữ không được thầy? Quay cái chuyện paraphrase từ từ xong thầy xong cái chuyện trước đi cả đang dễ dở cái câu này chút xíu. Tức là về cái lượng tài liệu mình đọc. Mình phải đọc cho nó đúng cái chuyên ngành và đúng cái level của em. Nghĩa là vui lòng đừng lấy newspaper ra đọc. Newspaper nó dễ lắm. Đọc newspaper nó không có improve được cái gì hết á. Đọc magazine á. Đừng có nghe thầy nói là khuyến khích mọi người đọc English book. Cái ra vác cuốn gọi là triết học cổ điển Đức bằng tiếng Anh về đọc chết luôn á. Rồi mai mọi người râu dài như ông Angen nữa thì cũng cuốn được đâu. Chúng ta cần một cái level nó tương đối khó nhưng nó không phải quá khó. Và level tốt nhất là mấy cuốn magazine. Hồi xưa tìm magazine nó hơi cực chứ giờ có gì Telegram thì vô mấy cái group mà gọi là share tạp chí rồi nó up mỗi ngày, everyday. Ngày chục cuốn đủ loại hết, New York Times, The Economist, rồi về tạp chí, về car, về gardening, về oh my god, everything you can think about. Lấy đó ra ngày đọc. Đọc theo kiểu lướt, đọc cuốn hai cuốn chơi đỡ buồn. Vậy là cái quantity mình nó sẽ reach the target. Đừng đọc sách quá khó, đừng đọc báo quá dễ, đọc magazine nó trung bình. Right, okay, so control the time, limit the thinking, and read a lot more things will help you to reach 8 point plus. Còn 9 point thì trước đó, trước ngày thi mọi người nhớ thắp nhang cho ông địa, mua nải chuối cũng có thể bước chân phải ra đường. Nó còn tâm linh nữa. Mấy cái điểm tuyệt đối nó còn vấn đề tâm linh vô thì nó không thể nào chắc chắn được đâu. So yeah, think about that. Okay, thank you. Mr. Phát có hỏi câu là what do you think about Roman fever? Woman is scary. Yeah, định nghĩa cái feeling rõ ràng với câu chuyện đó là woman is so scary. At least I have Barbara. Oh my god. Một cái plot twist kinh khủng. Rồi, nãy các bạn hỏi thầy là paraphrase the sentence. Câu chuyện muôn thở ha. Paraphrase the sentence. Mọi người thầy hỏi xíu khi chúng ta gọi là dùng mình paraphrase, đó chính xác là mình làm cái gì vậy? Ta cứ nói là paraphrase. Chính xác khi ta paraphrase từ một câu ra một câu khác, đó là mình làm cái gì để nó biến thành một câu mới. Mình đổi cái gì mọi người? Meanings? No. Vocabulary? Not really. Grammar structure? Maybe. We change the style.
we change the style of the writing. Cách đó là đơn giản nhất, cho câu chủ động đổi thành câu bị động, cho câu mang tính khẳng định đổi thành câu phủ định, cho câu tuyệt đối đổi thành câu tương đối, tất cả những cái đó đều gọi là paraphrase. Nó không chỉ đơn giản là dừng ở mức chúng ta sẽ sử dụng grammar với vocab, nó còn ảnh hưởng tới style nữa. Thành ra nói nó dông dài ra, chúng ta lại phải nắm được cái style viết gốc và chúng ta phải xác định được cái style mình muốn hướng tới để mình link nó ra, để mình đổi nó. Rồi, đó là cái kiểu gọi là complicated things, right? Về lý thuyết. Đây là về thực tế nè mọi người. Yeah. Chúng ta có Google Chrome, mọi người click vào, mở một trang website nó gọi là qbot.com. Sau đó mọi người muốn paraphrase cái gì nó paraphrase cho. That help you to save a crazy amount of time. Ví dụ đi ha, right? Now we are going. Okay, sorry. Now we are going to describe the method that we can use to improve our skill of paraphrasing. Click. We done. Không thích câu này. Ok, fine. Rephrase. Nó có vài cái lựa chọn đây. À, rồi, giữ câu này đi. We go through. Mà không thích chữ nào. Break ra đi. I don't like now, so I will choose like... no, afterward. No, not cool. Right, so... First. Nhưng mà first nghe cũng chán quá. Thôi mình đổi thành first of all đi. Yeah. We'll go through how we can, how we might đi. Chữ can nghe nó không ngầu. Increase our paraphrasing skill. Rồi đơn đó. Paraphrase xong mọi người. Khỏe không? IELTS đúng là nó yêu cầu chúng ta phải paraphrase này cái kia. Nhưng mà mọi người, IELTS nó không phải là cuộc sống. Nghĩa là thi xong rồi thì mình kệ nó. Mình đâu có ảnh hưởng, mình đâu có xài nó nữa. Trong cuộc sống chúng ta muốn paraphrase cái gì thì lâu thằng này ra xài. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Now we are living in the information technology. Đúng là nắm được kỹ năng viết chính mình tự, mình paraphrase cái câu ra thì vỗ tay khá lắm. Ready, good job. Nhưng đôi khi nếu mà save được time thì mình làm này cho nó nhanh. Mình lấy câu gốc ra, nó paraphrase ra rồi mình chỉ cần sửa lại một tí cho nó hợp với cái style của mình. Thế là xong. You do that about a few times, your paraphrasing skill would increase. Học từ đây là nhanh nhất. Ok everyone, thì dám chắc là ở đây chắc mọi người cũng biết cái thằng này hết rồi, thằng Qbot. This is a very popular tool. Nếu chưa thì hôm nay biết. If not, now you know. Tất nhiên nó khá là stupid đôi khi. Mọi người đừng hy vọng nha. Máy thôi mà, nó là cái machine. Yeah. It's very stupid sometimes, right? Cho nên đừng có copy y chang xuống mà nộp. Nếu là mình dùng một cái gì đó quan trọng như là essay, homework hay là về một cái CV, vui lòng đọc cho kỹ lại trước khi mình turn it in. Nhưng nếu mà cái gì đó đơn giản, mình chỉ cần mình paraphrase lại cho cái bạn, coi như mình muốn thử, mình muốn coi là có cách nào viết khác không, thì mình dùng này để mình double check nó cũng được, cho nó nhanh. Ok, anybody? Yeah, first thing you seen that everything has a first thing, right? Qbot.com. Thằng này phải tốn tiền mua. Nhưng mà nếu mình dùng bản free thì cho cuộc sống hàng ngày thì cũng ok rồi mọi người. Ai mà cần công việc gì nghiêm trọng lắm thì mua nó $8 một tháng. Thì cũng không mắc, trăm mấy chục ngàn tháng, coi như 2 ly trà sữa đi. But if it works for you, you can use it. Tuy nhiên cũng cảnh báo là mọi người cần phải đọc kỹ trước khi sử dụng đó nha. Chứ đừng có tin nó 100%. Just to make sure. Ok, anybody else, please? Me. Yeah, ok. I hear you, miss. Okay, about the source of book to read. I think that there are some controversial opinion about you should read something like magazine or some kind of book that you are interested in, not the IELTS sample. Yeah. So, sure. But in my opinion, if I am interested in some like passage on the IELTS test, do you think
I'll shoot like read magazine, or I can read the IELTS passage. You like to improve the reading. It's a personal freedom, Miss, right? If you want to read, then you read, right? I cannot control, or I should not control, or I have no right to evaluate that your opinion is good or not good, right? Yeah. Yeah. So, be fair. I mean, it's personal choice. Read cái nào mình cảm thấy fun là được, mọi người. Cảm thấy relax là okay. Và nói luôn mọi người, cái thứ mà thầy read nhiều nhất nó không phải là sách như người ta hay quảng. Okay, people may show off a lot on the internet, like, okay, I read a lot of classical books, like, I'm sophisticated and educated people. I'm sorry to say, but like, my reading skill actually improved by reading mangas and comics. Because I'm like, the story is so exciting, we need to read fast to know what happened next. So the skimming and scanning skill become very high level. Because they write in short sentences, so we need to like elaborating skill, paraphrase, summarize, interference, and synonym skill so that I can tell that story again to my friends. Nói đùa cho mọi người đọc truyện tranh nó improve reading kinh khủng lắm. Now not like the kid story, like, I mean for adults or something. I mean, very deep story, very complicated situation, and they use crazy vocab, no joke. Akam Siri, right, playing with the riddle. Trying to find the 200, oh my god, that gives me nightmare sometimes. Cho nên cái gọi là không có cái nguồn sources nào mà bảo là the good source, và không có cái nguồn nào gọi là bad source. Mọi người có thể nghe TED Talk để improve listening và tỏ ra mình rất là professional. Đúng, ok, fine. Mọi người có thể nghe Stephen He và cũng improve listening skill. At least you don't feel emotional damage. Alright, so it's nothing like I don't use a site, I use an app that scan the internet to bring me the thing that I can read. Tachiyomi. It's called Tachiyomi. Yeah. It's only for Android. So this thing basically a search engine that go through the internet to find the manga you want to read and send that to your device. So I read on site. Now only for Android. So that's why I have to buy an Android tablet just to read them. Yeah. Okay, that's really helpful. Không khoe mọi người, kỹ năng reading của thầy đã đứng. Phải không phải nói là khoe chứ chưa gặp ai đọc nhanh hơn. I don't see anybody read faster than me. I read super fast and I scan like pinpoint accuracy. I see the keyword immediately. How? And this is how I practice. So if you want to be like me, you may try. Okay, I guess that pretty much everything, right? If nobody have any other question, let's conclude today's show, because that's 11:30 already. I'm sure everybody is tired, hungry, and yeah, thinking about lunch. So thank you for staying here until the end. That's still 24. We only dropped like 7 people after 2 hours. Excellent, excellent. The plan for the next time, maybe we will talk about true phone not given. It will be much shorter because that's only like true phones and not given. So yeah, that's the plan for the next week. For not the next week, like the next webinar. The schedule would come up later. So everybody, thank you for your participant. I wish you all the luck in your journey to conquer the matching stuff. You know, matching stuff. And right, enjoy your weekend. See you later. And Vietnam win tomorrow. Yay. You have to say that. All right. So I will end the call for now, everyone. If you have any question or anything related to the reading, you can reach me in, you know, the fan page, right? And then the school will pass the message to me. Yeah. See you. And thank you for your participant. Right. Okay. Yeah. Goodbye, everyone. Have a nice time. Ooh. We see a lot of people, right? Okay, we end the call for now. Yeah. Have a great day, sir. You too, man. You too. Thank you, Mr. Fack, for joining.
All right. Nice day, nice day. How about the plan today, Nguyen? Teaching and working. Plan fail, right? Plan fail, yeah. Yeah, plan fail. So sad. Okay. I will end. Goodbye. Yeah, goodbye. See you later. I will stop the end live video. End. All right. Stop streaming. And code.